Thưa quý vị khán giả thương yêu, cho phép Thanh Bạch và Jennifer Phạm gửi lời chào trân trọng, tràn ngập yêu thương đến tất cả quý vị khách quý có mặt trong Xuân Phát Tài lần thứ 13. Xin chân thành cảm ơn các vũ công của vũ đoàn Garnet và đặc biệt là bốn cô gái xinh đẹp trong nhóm nhạc BB Star đã có phần mở màn rất tuyệt vời. Thưa quý vị, với liên khúc ba bài hát Nắng Có Còn Xuân, Chiều Xuân và Thì Thầm Mùa Xuân chắc có lẽ để lại cho quý vị nhiều ấn tượng tuyệt vời. Và xin cảm ơn Trung tâm Hội nghị Quốc gia năm nào cũng vậy tạo điều kiện cho Xuân Phát Tài để chia sẻ lộc đầu năm đến tất cả quý vị. Vâng, và chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng Bioasimin và công ty cổ phần dược phẩm PQA, nhà tài trợ kim cương của chương trình Xuân Phát Tài 13. Nuôi con mình vất vả lắm, tiêu hóa kém khiến bé gầy yếu. Nhìn con chậm lớn mình rất lo, được chuyên gia tư vấn, mình dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bioasimin cho con thấy hiệu quả. Được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho bé biến ăn, mình cũng dùng Bioasimin cho con. Giới thiệu Bioasimin Gold mới, công thức cải tiến tăng cường bào tử lợi khuẩn và nấm men cùng các axit amin và khoáng chất giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Giờ thì các con đã ăn ngon tự nhiên, khỏe mạnh và lớn nhanh mỗi ngày. Bụng khỏe, bé sẽ ăn ngon thôi. Bioasimin Gold, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dược phẩm PQA, học và làm theo lời dạy của danh y Hải Thượng Lãn Ông, chữa bệnh chữa vào gốc, chữa vào gốc trong
bệnh đều khỏi, chữa vào ngọn trăm thứ rối bời. Thuốc PQA là thuốc đông y gia truyền được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GMP, WHO, thực hành tốt sản xuất thuốc, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới, được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu vàng, sản phẩm chất lượng vàng năm 2022, là lựa chọn chất lượng vàng cho điều trị các bệnh mãn tính. Thưa quý vị, bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau và có lẽ mỗi chúng ta có nhiều sự cảm nhận không giống nhau, đặc biệt là sau mùa đại dịch và hôm nay chúng ta còn gặp nhau nơi này, quả là một cái duyên rất là lớn. Xin được tri ân tất cả quý vị đã luôn dành tình yêu thương để tràn ngập khán phòng bằng những ánh mắt long lanh, những trang phục lộng lẫy đến với Xuân Phát Tài. Vâng, thưa quý vị, mỗi một năm mới đều được đánh dấu bằng một cái Tết đầy hương vị. Là hương vị của sự sum vầy, là chiếc đồng hồ quay ngược dòng thời gian, mang lại cho chúng ta những ký ức đong đầy cảm xúc, tái hiện lại những hình ảnh, thanh âm, bình dị, ấm áp, kỷ niệm. Và để rồi, dù chúng ta có để lại dấu chân ấy ở bất kỳ phương trời nào đi chăng nữa, cũng sẽ luôn nhớ về. Thưa quý vị, và chủ đề của năm nay với những bước chân đôi khi hào hùng, đôi khi bước chân lãng du, lãng tử hay những bước chân nhẹ nhàng trên cát, và tất cả những điều đó của mỗi người sẽ trở thành dấu chân kỷ niệm. Thưa quý vị, dấu chân ấy được bắt đầu bằng mùa xuân tươi đẹp, xuân của tình yêu thương, xuân của hạnh phúc và xuân phát tài. Ca khúc Khúc hát ân tình là một trong những sáng tác nổi tiếng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Xuân Tiên thì năm 2021 ông tròn 100 tuổi và hiện nay một trong những nhạc sĩ lão niên và đang còn hiện tiền. Thưa quý vị, xin được chúc phúc đến nhạc sĩ Xuân Tiên. Thưa quý vị, bởi vì sao ông có một sức khỏe lâu bền? Có rất nhiều lý do, nhưng mà có một lý do ai cũng có thể cảm nhận được. Ông biết nhạc từ nhỏ và học rất nhiều loại nhạc cụ. Ông có thể sở hữu và chơi được 25 loại nhạc cụ. Và đồng thời, ông tìm tòi làm thế nào để liên kết nhạc ngũ cung, nhạc của châu Á, của Việt Nam với quốc tế bằng cách thay đổi cấu trúc của những nhạc cụ. Thí dụ người ta gọi là sáo trúc Xuân Tiên là bởi vì sáo trúc Việt Nam chúng ta có 6 lỗ mà thôi. Như vậy nó sẽ ra giai điệu của ngũ cung. Làm sao có thể kết nối được những ca khúc phương Tây? Ông biến nó thành 10 lỗ. Cũng như cây đàn bầu, chúng ta gọi đàn bầu nhưng thật ra hay gọi là độc huyền cầm thì chưa chính xác. Đàn bầu lấy trái bầu khô ở ngay trước sân nhà mình, ông đàm thành đàn bầu Xuân Tiên. Và nhiều sáng tạo như vậy tiếp nối nhau. Cho nên bài mà chúng tôi muốn giới thiệu ngay chương trình bây giờ mà quý vị sẽ thưởng thức cũng rất đặc biệt, lần đầu tiên được thể hiện với phong cách này. Bên này chúng ta có sáo trúc nè, cũng có đàn tranh của ban nhạc nữa. Vâng, kính thưa quý vị, hứa hẹn là một tiết mục rất là đặc biệt, lần đầu tiên trên sân khấu của Xuân Phát Tài. Xin mời quý vị hãy cùng đến với nhạc phẩm Khúc hát ân tình được tái hiện một cách rất đặc biệt trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, một ca sĩ thật là trẻ, Thanh Thanh Phương cùng với Thanh Thanh Hiền. Đôi lòng
bông vàng chung bông. Mạch đất dâng hương là hương, cần lao chung đời vai sát vai. Cùng góc bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hay mùa ngát một niềm vui. Chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia. Ta đem yêu thương về cho phương Bắc, tìm về mảnh vườn hoa thắm hay bông tầm xuân trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi mắt. Quý vị, và nhắc đến Thanh Thanh Hiền, có lẽ rất nhiều lần những đoàn cải lương của miền Nam mời Thanh Thanh Hiền tham gia, bởi vì sự chuyển giọng từ hát vọng cổ, giọng Bắc cho đến giọng Nam đều rất ngọt ngào, và đặc biệt là kỹ thuật diễn xuất rất đúng tâm trạng của nhân vật. Thưa quý vị, cô còn hát dân ca là chuyện bình thường, hát chèo, hát ca trù, chầu văn, các thể loại, và tất cả những điều này hầu như con gái thấy mẹ tập hay sao mà bé cũng hát rất là tuyệt vời luôn. Cho nên hôm nay chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với đại gia đình trong Xuân Phát Tài của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Dạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Và Hiền thật hạnh phúc khi mà hôm nay được đứng chung với con gái trên một sân khấu lớn như thế này. Xin gửi lời chào biết ơn, trân trọng và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Để tri ân những sự cống hiến của chị trong suốt chặng đường của Xuân Phát Tài vừa qua, nhà tài trợ của chương trình Xuân Phát Tài năm nay là HD Collection cũng muốn gửi tặng cho chị Thanh Thanh Hiền một món quà. Đó là sản phẩm Collagen với thành phần chính là NMN để giúp cho chị có thể tăng cường sức khỏe, duy trì được sắc đẹp của mình.
Và quý vị ơi, sản phẩm này không chỉ dành riêng cho các chị em đâu ạ. Các anh cánh mài râu có thể sử dụng luôn đó ạ. Xin cảm ơn nhà tài trợ. Hiền thật là bất ngờ với món quà này. Và Hiền vui lắm ạ. Bởi vì Hiền vui vì mọi người biết đến là Hiền đã từng mùa cùng đồng hành với Xuân Phát Tài. Điều này rất ý nghĩa. Xin cảm ơn. Và một lần nữa xin cảm ơn những quý vị khán giả đã yêu thương Thanh Thanh Hiền và chương trình. Có thể có những tâm trạng được diễn ra ngay ở giữa đường phố, và những câu chuyện của riêng mình, thậm chí là những câu chuyện được kể qua, những khung hình, những âm thanh được diễn ra trước mặt, và từ đó trở thành những tác phẩm âm nhạc. Thưa quý vị, và có lẽ mấy mươi năm tròn, cái bước chân vô tình ấy đã trở thành một tác phẩm âm nhạc, để cho đến ngày nay, mỗi khi nghe lại, mỗi người sẽ có những cảm xúc rất riêng. Đó là ca khúc Người Đi Ngoài Phố của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Thưa quý vị, và còn hơn thế nữa, những bước ra đi của những chàng lãng tử thì nó rất là bồng bột, và chờ một phút nào đó để tìm con người thật của mình và quay về thì có thể xem đó như là qua cơn mê. Với liên khúc Người Đi Ngoài Phố và Qua Cơn Mê, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bơ ngơ bơ vơ, người đi đi ngoài phố hình bóng cũ, người yêu ơi còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh, biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu em, xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm ta từ thành phố cũ, người yêu xưa còn đâu, còn đâu, giờ đây xin ra từ. Cảm ơn nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Vâng, thưa quý vị, một năm trôi qua với rất là nhiều những diễn biến trong cuộc sống. Và chắc hẳn rằng chúng ta ngồi đây ai cũng có những câu chuyện buồn vui của riêng mình. Và có lẽ dịp cuối năm cũng là những ngày mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cảm xúc. Cùng với đó là cảm giác hối hả, rạo rực, vui sướng khi chúng ta chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới. Và điều đó luôn làm cho chúng ta có cảm giác lòng mình lâng lâng khó tả, đúng không ạ? Thưa quý vị, và ngay sau đây, một sáng tác của nhạc sĩ Sông Ngọc được mang tên Câu Chuyện Cuối Năm, hay là Chuyện Ngày Cuối Năm, với phần tham gia biểu diễn của nam ca sĩ Quang Lê. Quang Lê xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang có mặt trong ngày hôm nay. Cuối năm ngồi tính lại số đời, 300 ngày hơn
đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn lòng, đồng sang được tin người em lấy chồng. Bạn bè dăm ba đứa thôi, như chim trời lan bạt gió. Xuân mới về riêng một mình ta. Xuân ơi, xuân lại đến, đau thương xin ngủ yên. Tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới, cho muôn người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở xuân. Ơi, xuân lại đến, đau thương xin ngủ yên. Tình xuân cho ấm lương duyên. Năm cũ đã đi qua, xin vận may tìm tới, cho một người vui trọn tình xuân. Cuối năm ngồi tính lại số đời, công danh lợi duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Chuyện đời là mây nước trôi, xuân ơi mùa xuân này tới, trên gác nghèo mơ mộng nở hoa. Kính thưa quý vị, cái nhìn trong khán phòng thì thấy tỷ lệ của nam và nữ chúng ta đi xem Xuân Phát Tài cũng tương đối cân bằng với nhau. Trong thực tế thì có lẽ người phụ nữ với một cái trọng trách là để duy trì nòi giống cho thế hệ tiếp theo. Cho nên có lẽ chúng ta cần phải có sự ưu ái một chút nào đó chăng đối với phái đẹp. Bởi vì muôn hoa nghìn sắc được tươi thắm là được chăm sóc bằng tình yêu thương. Vâng, và có thể nói rằng sự yêu thương ấy không chỉ đến từ một người khác giới, mà chính người phụ nữ cũng phải biết yêu thương bản thân mình, cũng phải dành sự quan tâm, chăm sóc cho mình và mang lại cho mình những niềm hạnh phúc. Vì chỉ khi mình hạnh phúc thì mình mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Kính thưa quý vị, không có mặt trời thì hoa hồng không nở, không có phụ nữ thì chẳng thể có được tình yêu. Chính vì vậy cho nên chúng tôi muốn mời quý vị ngay sau đây thưởng thức tâm tình của một người kỹ nữ. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và Duy Trung. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức qua giọng hát của nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Thank you.
tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, người đời vô tình dầm nát thân em, người đời vô tình giày xéo thân em, người đời vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy hồn mình vẫn bơ vơ, và từng đêm về lòng có cô đơn, và từng đêm về hồn có thương đau, và từng đêm về lệ có đầy vơi. Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa, nhìn em tay nâng ly rượu, mỗi cười mà lệ như rơi, mỗi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi, mai này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình em sẽ về đâu? Mãi này đời sẽ ra sao? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình em sẽ về đâu? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn đơn côi, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòng người vô tình. Đến với Sùng Phát Tài, chúng ta không chỉ lắng đọng những cảm xúc qua từng bài ca, từng điệu nhạc, cảm thấu được tất cả những hoàn cảnh, thân phận, điển hình với sân khấu này. Chúng ta còn có thời gian để thư giãn, để thoải mái, để cùng nhau có những tiếng cười thật sảng khoái và không kém phần ý nghĩa nhân văn. Kính thưa quý vị... Vào, xong rồi, chỗ này trông xe nhá. Thôi, xong, đi vào. Một tràng pháo tay cho tiết mục hài Khánh Thành Đình Làng với sự trình bày của hai Xuân Bắc, Tự Long và Trung Duy. Siro Pequia, thông thoáng đường thở cho người khó thở, dùng cho người ho hen, hen suyễn, hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia.
Siro Pequia nhân sâm bổ phổi, hỗ trợ bổ phế, long đờm, thông thoáng đường thở cho người ho hen, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên. Sản phẩm đạt chuẩn GMP của dược phẩm Pequia. Rối loạn tiêu hóa là nguyên nhân chính khiến bé biếng ăn. Đẹp bé ăn ngon mẹ phải làm gì? Dùng Bioasimin này. Bioasimin ngon. Bioasimin ngon. Men vi sinh giúp bé tiêu hóa khỏe đẹp tự nhiên ăn ngon. Cốn vi sinh Bioasimin ngon bổ sung hàng triệu lợi khuẩn cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp giải quyết từng gốc rối loạn tiêu hóa. Bé sẽ ăn ngon tự nhiên, tăng hấp thu và tăng sức đề kháng. Bụng khỏe, bé sẽ ăn ngon thôi. Một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới. Nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng. Với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay. Kính mắt Việt Tín, cho đôi mắt sáng, rạng ngời tương lai. Trên bước đường thiện nguyện, trời nắng mưa khiến bạn mệt mỏi và đau đầu. Đừng để cơn đau ngăn cản yêu thương lan tỏa. Travicon 650 chứa 650mg paracetamol, hiệu quả giảm nhanh các cơn đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau họng, đau cơ, hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccine và cảm cúm. Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người bệnh thiếu máu, bệnh tim, phổi, thận, suy gan nặng, thiếu hụt men dưới 6 PD. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Travicon 650, điểm tựa vững vàng, chinh phục thành công. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình. Cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời. Đó là lựa chọn thang máy Advin trong ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Vitamitina, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Trị nám Genesilab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo thác bổ mắc refit, tăng trắng quai proteinic, trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ già liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 999 nhận ưu đãi ngay. Nào, xin mời quý vị HD Collagen Drink. Quý vị ơi, collagen peptide 11.000mg có nguồn gốc từ cà và được chiết xuất từ mầm của hoa sen, hoa hồng và cây tẩm xuân. Collagen ở dạng nước, khả năng hấp thụ vào cơ thể của chúng ta sẽ lớn gấp 3 lần so với viên nén uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Mát lắm, nhẹ lắm, rất dễ uống. Sản phẩm HD Collagen Drink được sản xuất từ Nhật Bản, độc quyền do công ty Nhật Vi phân phối. HD Collagen giữ mãi tuổi thanh xuân. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị em ơi, chúng mình có ngã phong sang. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Ngã phổ kháng, ngã phổ kháng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chị em chúng mình. Ngã phổ kháng, ngã phổ kháng. Thực phẩm bảo vệ. Ngã phổ kháng hỗ trợ giảm các khối u lành tính như u xơ tử cung, u nang buồng trứng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Ta bảo là cái chỗ này là cái chỗ thôi. Bây giờ các cụ cho trông xe rồi. Muốn MC thì vào trong đình mà MC. Thế mà vẫn còn có vớt phát đến mấy câu. Khổ thế chứ nhỉ. Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý khách xa gần đã về với lễ hội làng em.
trốn quê có lịch có lè, đi đâu cũng phải nhớ về quê hương. Về với làng em thì nghe thường có câu là mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Thì tay em nâng cái cơi có đừng nghĩ trầu. Mặt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em xem có ai gửi xe vào 100 áo à, là ô tô nhé. Xe máy cứ là 50, còn là 20 là xe đạp thôi. Cứ thế mà chơi thôi. Giá đã quy định cái gì? Nhiều quá. Một năm hội làng có một lần, mày phải để anh gặt chứ hả? Đừng có thắc mắc, nhốt tất cả vào. Quê em là như thế đấy. Trốn quê có lịch có lẻ. Mà đặc biệt ý, ai cũng nhớ về hội đình làng em. Cái mái đình nó là văn hóa xưa nay của người Việt. Cho nên là nhắc đến mái đình, trời ơi, mọi người hãy nhìn kìa, mái đình làng em kìa. Đình làng em nhìn lên cong vút, mái trước cong cong, bên cạnh nó cũng lại cong, phía sau đuôi nhìn đâu cũng thấy cứ cong bình thường. Đình làng em mái nào cũng cong, nó cong cong từ ngày xưa. Nên bây giờ chúng ta ngắm cảnh đình cong. Cảm ơn các bác. Hát về cái đình nó phải thế. Nhưng mà đấy là bài hát dạo đầu thôi. Bây giờ em mới hát bài hát quan trọng nhất mà em sẽ hát vào khánh thành đình làng em tối nay. Âm nhạc. Tắt nhạc đi, không phải nhạc này. Lại ông bác em à, ông này chuyên gia được làng cho làm âm thanh loa đài. Tắt nhạc đi, ông bác ơi. Tắt nhạc, cậu bác. Đấy, nói đến cậu bác cái này tắt ngay. Làng em rất buồn cười. Như làng em đặt ra cái hương ước là có bực nhau đến mấy thì không được chửi nhau, có giận nhau đến mấy là cũng không được đấm nhau, mà có điên nhau đến mấy thì không được cầm dao mà xiên nhau. Đấy, cho nên là nói nhẹ là cậu bác cái tắt nhạc đi là cậu tắt ngay. Thế chứ, em xin trình bày ca khúc thứ hai. À. Thằng điên kia, chịu đựng có mức độ thôi. Thằng điên xuống Bắc kia, tắt nhạc đi, xuống Bắc, tắt nhạc. Tao, mà tao điên mà mày thế nhá. Em cảm ơn các bác. Riêng tất cả những ai về dự hội đình làng em 8 năm nay em để ý biết hết rồi. Cứ nhìn thấy người tốt là vỗ tay. Cảm ơn các bác vừa vỗ tay cho người tốt. Xin chào tất cả các bác về dự hội đình làng em. Mời mọi người gửi xe vào đây. Dạ, ở đây có khuyến mãi rất nhiều thứ. Mọi người gửi xe bên này, gửi xe bên này. Đường vào nó đầy đủ, được phục vụ đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ, trả tiền phải đầy đủ thì mới được xách xe ra một cách đầy đủ. Tất cả mọi người hãy vào đây. Ồ, cái thằng danh con kia, cái cọc tao cắm ở đấy rồi, mày mang ra chỗ khác tao tát vỡ mặt mày bây giờ đấy. Này này, hương ước của làng, hương ước của làng. Nhưng mà bảo nó cứ không... Cái gì các bác thấy không? Trời ơi, hương nước đặt ra bao nhiêu đời mà nó xé một phát nát ngay ở bãi gửi xe. Không, hương ước mà thế à? Mô Phật, không được nói như thế. Các cháu là con cả cháu, thằng kia là con chị ruột tôi đấy. Ông nói với nó bé thôi. Mày vào đây phá cái phóng tiết lợn, mày đâm thằng này phát rồi. Thôi, tôi nhầm, có làm sao đâu. Bình tĩnh. Vâng, ôi các bác ơi, năm nay làng em mở hội tưng bừng lắm. Các bác nhìn kia, nhìn kia, máy đình cong vút. Ôi, kể rồi, hát nát đầu từ nãy giờ rồi. Bây giờ mà hát nữa là nhạt thịt lắm. Hát về đình cong rồi, các bác biết hết rồi. Ôi, nó hát trước rồi hả các bác? Không sao hết, bây giờ thế này. Tôi muốn miêu tả tất cả cái lễ hội đình làng ta như là một lễ hội mang tính du lịch để mọi người về đây. Được, được chưa? Đấy, ý này. Rồi. Rồi, thử xem nào. Âm nhạc. Rồi. Ui, máu thế. Tắt nhạc. Đi. Thứ nhất là chỉ có hai người ở đây vỗ tay là không hát. Người ta đã biết hát thế nào đâu mà vỗ tay. À, thế thì vỗ tay đi rồi mới hát. Ngoan ngoắt cái là. Từ, chưa xong, từ từ. Ôi trời ơi. Thế này mới làm phổ nhạc. Sao bảo xuất khẩu thành thơ. Âm nhạc. Nhìn kia. Cụ bà, cụ ông đang ghi tên những người vào công đức. Ui, đế vương. Khắp nơi con em hân hoan về góp xây đình, vỗ tay vỗ tay. Còn hội phụ nữ chia nhau bấy mâm, người thì nấu cô. Đám thanh niên ra sân sau tổ chức đấu vật, được không? Đấu vật, làng mình đấu vật là nhất khu này. Vâng, và chính là một cậu to cao thôn Đông không may toạc cần dựa sơi.
lấm lưng giơ chân sang ngang hở hết đầu. Ê! Tắt nhạc anh. Sao lại hát hò như thế hả? Ở đây có người lớn người bé đến xem hội mà hát như thế là người ta gọi là dung tục. Dung tục cái gì? Khổ quá, cái thằng nó vật. Đúng rồi, rồi nó đấu vật, mà vật ở làng mình là thường là không mặc quần, vật là chỉ có đóng khố thôi. Thế mà nhưng mà cái bánh chân ra hạ dạ hàng chân mà lại hở cái đầu đầu thì các bác cười nó lại tưởng là hay. Hay cái gì? Hát hò lung tung như thế thì đang phổ nhạc không được người ta mới ngập ngứ. Là cái thằng cu nó mặc quần, nó rách quần ở giữa sới. Thế nó hở là hở cái đầu. Đầu gì? Hở cái đầu gối các bác ạ. Đầu gối thì ông định hát thế nào? À tôi hát thế này. Lấm lưng giữa sân trang ngang hở hết đầu này. Đầu này em tả tiếp làn em đây các bác ơi. Nhìn kia. Cái gì? Một chị chơi đu khi bay lên cao gặp cơn gió lớn. Gió bay lung tung hở hết cả. Ê! Xuống đi chị. Con gái con đứa mà như thế à? Hả? Chị có biết là đu quay có phải dành cho những cái người mặc váy như chị đâu? Hả? Chị biết là chị rún như là cái là tướn lên như thế, gió nó tốc ra rồi ơi, hở hết rồi. Xuống. Này, Văn Phong mỹ tục. Này. Đu quay ở trong kia mà. Đu nhún ở trong kia mà ông tưởng tượng như ở đây như thật ấy. Này, không có cái chuyện mặc váy được đu đâu, mà mặc bộ tứ thân này này, ông nghĩ ra cái gì đấy hả ông Long? Mà đu mà ông hát thì thế thì tôi biết là hở cái gì rồi. Hở con kia là con nhà nào? Thôi đây, để tao bảo bố người ta gọi nó mày. Người ta mặc tứ thân, có cái buộc giải yếm thế này, lên cao thì gió nó bay phần phật tuột cái giải yếm ra. Đừng có tư duy đồ trụy nhé, hát thế thì tôi biết hở cái gì rồi. Gió bay lung tung hở hết cả lườn. Chỗ này cao trào, các bác vỗ tay em hát này. Một bọn trẻ con tung tăng trên sân tổ chức khỏe cù. Nào mời chị em đưa xe ra đây rồi vào cất mù. Hơi! Hơi! Mù 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 mù. Hơi! Mù 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 cái gì? Hả? Nó còn dài mồm ra. Hát như thế mà không thấy xấu hổ à? Đồ trụy, đồ trụy. Đồ trụy cái gì? Làng nào? Trẻ con nó khoe cù. Khoe cù là khoe cái gì? Khổ quá, làng mình nổi tiếng nhất tỉnh là chơi cù quay. Thế sao không hát bố nó sang là chơi cù khoe quay đi mà khoe cù? Ô thế chẳng nhẽ tôi lại nói là một bọn trẻ con ra sân rủ nhau khoe quay à? Thế còn cái mù nên là mù mù là cái gì? Nào mời chị em ra đây dắt xe rồi vào cất mù. Cất mù là cái gì? Mũ bảo hiểm. Có được không? Không được, sao người ta lại bẻ mà vỗ tay cho em đi mũ bảo hiểm mà nó cũng nghĩ ra cái gì tôi khổ lắm rồi đấy. Sao mà lại cái hát cái mượn cái giai điệu người ta cho bẻ sang cái kia làm người ta hiểu hết sang ý nọ ý kia. Hiểu không? Mà này, ông tả như thế là làng mình tôi thấy cũng không đẹp mấy đâu. Lễ hội chỉ có ông rách quần rồi bà đu hở lườn. Nhưng đấy là lễ hội làng mình. Tết nhất rồi thì tả cái gì nó cũng phải đẹp, nó có hơi thở của Tết. Thích đẹp bao giờ? Ờ. Bác cho em tí eco em đọc cho đẹp ạ. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà xanh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng đi chợ Tết. Họ nối hàng đi trên cỏ biếc, mấy thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lon ton. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Ôi trời ơi, đang hay tự dưng cười như con ma rú. Kinh chết đi được, làm gì có cô gái nào. Đấy, thích cảnh đẹp, có luôn cảnh đẹp đấy. Cái cảnh đấy là không phải cảnh ở quê mình. Cảnh ấy đẹp nhưng mà là ở vùng cao. Thơ đấy là của bác Đoàn Văn Cừ. Bác tả cảnh chợ quê ở vùng cao. Thôi thôi, tóm lại nhá. Hả? Cái việc của tôi làm việc ông làm, ông đừng có chen ngang nữa. Từ nãy bao nhiêu cái hay cái đẹp tôi cứ định nói thì ông lại cắt ngang. Bây giờ này, sân của ông đây. Sân của tôi đây. Báo cáo các bác, em phụ trách loa đài. Cho nên cái quyền loa đài là quyền của em. Còn ông chú ý cái chuyện là tối nay ông hát để biểu diễn chào mừng đình làng nhá. Ông không phải dùng. Việc của tôi lo bao nhiêu tháng này rồi. Chỉ có tập trung để hát mỗi buổi tối ngày hôm nay mà không làm được nữa thì thôi nhá. Đừng. Này, đừng có sân si sang bên này nhá. Mô Phật, bên này chuẩn bị xong hết cả rồi. Thì đâu? Thể hiện không? Như nào? Sáng mắt ra luôn. Mấy anh em đâu rồi? Ra đây thể hiện để cho Xuân Bắc xem các thứ mình chuẩn bị đâu. Ra đây chơi đây. Thôi, này, định hát cái bài này à?
Trước hát rồi. Bài này chỉ là chào đầu thôi, không khí chưa? Tưng bừng chưa? Mùa xuân chưa? Được, được, được. Đấy, lần sau mà anh bảo dừng là phải dừng ngay. Không từ cái anh nói rồi vẫn còn thịt thịt, tôi phải thổi sáo, trà cả đầy nước dãi. Tính quá. Nào, này, thể hiện nhá. Hôm nay bao nhiêu ngày tập, giờ mình mới chơi. Bởi vậy cho nên là mình phải chơi hết mình, chơi như chưa bao giờ có, đúng không? Thôi. Kinh không? Thằng này là thằng Tuấn Anh, con nhà ông Họa, nghề chính là có bán bún chả, nó quạt thì thôi, ra khói, tức bừng. Được, nào. Hôm nay mình biểu diễn cho tất cả họ hàng làng mạc để mình xem. Chính vì vậy, phải chơi hết mình, chơi luôn. Ôi, được rồi, lau, chảy nước nhiều quá. Nhá, được rồi. Này, thằng này là thằng Tuấn. À, con nhà ông Dưỡng. Đúng. Nó thổi bóng bay phồng mồm trận má các lễ hội. Tí nó còn thổi lứa to bằng này cơ. Ờ, được rồi, tôi biết rồi. Đấy. Thôi. Không cần giới thiệu các cụ với ông các bà, chỗ khác đến cũng biết là nhà mày làm nghề giã giò rồi. Một năm nó giã thủ mấy cái mặt trống của nhà tôi. Thôi được rồi, bây giờ này. Cái mình đã tập cũ rồi. Hôm nay Xuân Bắc có vẻ khinh mình, đúng không? Hôm nay mình sẽ chơi để cho Xuân Bắc biết là mình tập luyện thế nào. Chơi luôn. Có vẻ hay đấy. Đừng nói. Tiếng sáo cất lên, mênh mang đồng ruộng. Nhắm mắt vào đi, mọi người nhắm mắt vào đi, sẽ nhìn thấy cánh đồng rộng bao la, những con cò trắng bay là bay la, những mương nước, những dòng sông, triền đê, kìa, đó chính là hồn quê đấy, quê hương đấy. Thôi. Cái bài này tới người nào người ta không có quê thì không lẽ đi đằng đầu quê hương của chúng ta, đó chính là hồn quê. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là con đò nhỏ, kìa, con đò bên sông. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Con đò dịch đít sang ngang bên sông thấp thoáng. Cái làng thò ra, làng này là chuyên làm bánh đa. Sau đây giọng hát vàng ca của làng. Nhầm rồi, không phải cái bài này. Anh bảo là cái bài lúc nãy mà. Bài lúc nãy nhầm, lại chơi luôn đi. Lại. Đừng để nó khinh, nhầm. Đúng rồi. Tiếng sáo lại cất lên. Mõ Châu về, những triền đê xanh cỏ. Trời ơi, quê hương tôi có con sông xanh mát, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Đây là thơ của Thế Hành, nhớ con sông quê hương, mượn một tí. Kìa, quê hương kìa, nhìn kìa, quá nửa đời phiêu dạt. Con lại trở về úp mặt vào sông quê. Ôi con sông quê, nhà ai cũng có sông. Kìa, lại có một con đò. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Con đò lại sang ngang này. Không, con đò dịch đít sang sông. Bên kia có một cái làng phồng to, làng này chuyên làm bánh gio. Sau đây giọng hát rất to của làng. Chơi. Lại bài đấy à? Tao phát điên thì chúng mày sao cứ nhầm mà. Đúng mà anh. Không phải cái bài khổ quá, tao định hát cái bài kia xong mà cứ đánh nhầm đấy. Bài nhầm rồi, cái bài lúc nãy. Bài lúc nãy à? Có hát được không? Đừng để yên, tập trung. Này. Tiếng sáo ngân lên. Nào, hãy nhớ về quê mình đi. Ai sinh ra chẳng có quê. Kìa, có những người không có quê thì sao? Không có quê là không có gốc. Thì mẹ mồm đi đang hát. Về quê đi, quê hương ta bánh đa bánh đúc. Kìa dáng ai như, dáng chị, dáng mẹ, dáng bà, dáng dì, dáng cô, dáng cụ, dáng kỵ. Kìa, những người mẹ đứng trên đê nhìn xuống sông. Kìa, lại có một con đò. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Lại sang sông. Sông, con đò dịch đít ra kia. Bên sông có một cái làng chìa ra, làng này chuyên làm bánh đa, cho nên giọng hát câu ca của làng. Thôi
gì? Tao vào khoa đột quỵ tao chết đi. Đang hay mà. Sao chúng mày cứ đánh cái bài này thế hả? Thì anh bảo là cái bài lúc chiều mà. Thôi, tối tốt nhất là đừng biểu diễn nữa. Điên nào? Nhầm rồi. Cái bài mà mới tập lúc chiều nó quê hương đất nước đấy. À, bài lúc chiều. Bây giờ là bài lúc chiều nhá. Đấy. Đúng rồi hả? Làm. Ôi giời, gì đấy? Chúng mày làm cái gì đấy? Đây, mở ra đây. Dạ. Xin giới thiệu với tất cả các vị quan khách. Đây để đây tự giới thiệu được. Dạ. Xin chào các cụ, các ông, các bà. Xin chào quý khách thập phương. Em xin giới thiệu với mọi người. Em tên Dung, họ Lưu. Tên đầy đủ là Lưu Dung. Làng cho em phụ trách về vấn đề văn hóa, văn nghệ của làng. Đúng rồi. Nên là em mới có mặt ở đây. Năm nay thì em 82 tuổi. Thế nhưng mà các bác cứ gọi em là chú, là bác, cùng lắm là ông. Thế là em vui. Cảm ơn. Ê, cụ ơi, cụ có tuổi rồi. Cụ già nhất nhì làng rồi, phải cho gọi là cụ chứ. Tao không thích. Thế nhưng mà phải gọi là cụ nó mới đúng ngôi thứ. Thế nhưng mà tao không thích. Sao lại không hiểu à? Gì? Ông ấy không thích gọi là cụ đâu. Sao? Ông chỉ thích gọi là ông, thích gọi là anh, cùng lắm là bác thôi. Thế à? Vì cụ này cụ tên là Dung. Nếu mà gọi là cụ Dung tức là Dung bố. Đây! Đừng có bắt chạy nha. Cụ phải nghe cháu nói. Cụ Dung mà gọi bằng cụ là cụ lại Dung hết răng. Đúng rồi. Thế là cụ không thích gọi đúng là rồi, cụ. Đúng. Dạ vâng. À, tóm lại. Nó quấy đây. Nguy hiểm. Tóm lại là cụ hôm nay là cụ ra công việc gì đấy ạ? Dạ, có việc thông báo đây. Vâng, dạ. Cụ là tin của các cụ trong kia đây. Dạ. Chương trình văn nghệ chào mừng hội làng năm nay sẽ có cải tiến đổi mới. Ôi giời ơi, hay tuyệt quá cụ ơi. Đúng. Dạ, cứ đổi mới mới cải tiến là bọn con sẽ ủng hộ hết mình đấy ạ. Vâng, dạ. Các cụ cứ ra chỉ thị. Đúng rồi. Bọn con nhất nhất là nghe theo các cụ. Dạ. Phải cải tiến nó mới đổi mới được. Dạ. Thế các cụ cải tiến thế nào ạ? Cắt phần văn nghệ của mày. Thế nhỉ? Sao lại cắt hả? Thằng nào, con nào, đứa nào cắt ai? Hội đồng các cụ vào cắt. Sao lại thế? Này, cụ ơi. Từ lúc con nghe thấy cụ bảo đổi mới mà cắt cái tiết mục này, dạ, con vui lắm cụ ạ. Mày biến đi vào trong đi. Cùng bang cùng hội với nhau mà cắt mất miếng cơm manh áo mà nó còn cổ vũ như thế à? Hả? Thế cụ lấy cái cớ gì, lấy cái lý do gì? Tại sao là các cụ lại cắt? Hả? Lý do là từ tao đây này. Từ cụ. Tao tham mưu cho các cụ ấy cắt đấy. Cụ có biết cái gì đâu mà tham mưu? Tao lại không biết. Này, cụ chả biết gì về nghệ thuật. Không hiểu sao làng này để bầu cụ phụ trách nghệ thuật. Chuyên môn chính của cụ là nuôi lợn mà cụ khác phụ trách nghệ thuật. Đấy. Ấy cái gì? Làm sao đấy? Sao vừa nãy bảo là cụ thay đổi thế nào con cũng nhất nhất làm theo. Nhất nhất làm theo nhưng ông ấy phải ủng hộ mình. Chứ ông cắt phén lên rồi còn cơm cháo thì không có liên quan gì. Cụ cũng chơi. Dạ, trước là con xin thay mặt, con xin lỗi cụ. Ừ. Vâng. Thứ hai ấy là cụ làm gì thì làm, nhưng liên quan đến văn hóa nghệ thuật là cụ phải suy nghĩ cho nó thấu đáo ạ. Đúng rồi. Dạ. Định một vấn đề gì về văn hóa nghệ thuật cụ phải nghĩ cho kỹ, cả một đống người đi theo đấy. Đúng rồi. Dạ, bẩm cụ là thế này ạ. Riêng về cái vấn đề mà cắt cái tiết mục của thằng Long ấy, ừ, là con ủng hộ tuyệt đối. Cụ cắt tiệt đi, đừng cho nó. Đúng. Cụ nếu mà đã cắt ngay cũng phải cắt ngay. Đúng. Chứ bây thằng điên nó đèo thế nên nó bảo nó cắt của mình hả? Tập như vừa rồi hát làm sao được. Mà con nói thật với cụ biết, ừ, từ xưa đến giờ nó văn hóa văn nghệ chỉ có con ở cái làng này. Ừ. Con mà không được hát năm nay nhá, ừ, con đố thằng nào vào đây hát được đấy. Anh đố luôn. Anh không phải đố, cũng chả có thằng nào vào đây nó hát đâu. Ừ. Năm nay các cụ đã quyết định rồi, sẽ mời ngôi sao về đây để diễn. Thôi, làm cái gì đấy? Phản đối. Ôi anh ạ. Phản đối thì ông đánh cái bài khác, năn nỉ gì. Ôi, ông phản đối cái bài vui vẻ thế này à? Âm nhạc không đúng chỗ, có nguy hiểm vô cùng. Ừ. Cụ định mời ai? Cứ cái kiểu quan hệ như làng mình chắc chỉ mời được anh Thơ với Trọng Tấn ấy. Trời, quá thưởng. Trọng Tấn với anh Thơ thì hát cái gì? Thế cụ hay là cụ định mời bằng kiểu hải ngoại cho nó sang? Ừ. Ta quen nhau đã bao lâu rồi? Quen nhau bao lâu mà nó còn không nhớ thì làm sao mời nó về đây hát được. Làng mình thâm thật đấy. Thì tóm lại là cụ định mời ai nhỉ? Hả? Phải mời về đây một ngôi sao TikTok. Ôi!
Tao đang nói chuyện với các cụ mà sao bọn mày cứ phộc vào thế? Bọn em ủng hộ. Ủng hộ. Vâng. Ủng hộ ngôi sao TikTok. Bọn này nó chơi TikTok hết đây này. Biết đấy. Chúng nó thì còn chơi chứ cụ có chơi bời gì trên đấy đâu mà cụ biết. Thì chúng nó chơi, chúng nó bảo tao rồi tao tham mưu cho các cụ mới. Các cụ mời ai? Tao sẽ mời idol TikTok Lê Trần Hồng Hồng. Hồng Hồng. Mấy đứa biết rồi. Biết chứ. Có ra cái gì không? Này cụ ơi, thế Hồng Học thì là đứa như thế nào ạ? Ừ. Cái thằng ấy thì nó không hát được. Vâng. Thế nhưng mà nó nhép phải rất giống. Úi giời. Ôi thế cụ, cái người hát tốt cụ không mời về thì cụ lại mời đứa nhép về làm gì hả cụ? Mày không hiểu. Mày lên mày xem, nó đưa video lên mạng. Một cái video được hàng chục triệu người xem, hàng trăm nghìn người thả tim. Thôi cụ ơi. Thế bây giờ cụ mời cái thằng Hồng Học ấy nó về nó hát. Sau rồi đám thanh niên làng mình nó trẻ nó cũng Hồng Học nó hát theo. Thế sau rồi ra cái giống gì sau này nữa? Không được. Tóm lại là không được đâu cụ ơi. Không được. Thế thì tao lại có phương án 2. Phương án 2? Là ai ạ? Nữ hoàng livestream Lê Thị Phẩm Phẩm. Ôi! Ê, Âu! Âu rẻ cái gì? Chúng mày biết con bé đấy à? Biết chứ. Chả ra cái thể thống gì cả. Không được đâu cụ ơi. Thôi về như thế này. Tao chỉ ra tao thông báo thôi. Còn quyết là quyết rồi. Việc của mày bây giờ là ở đây trông xe cho nó cẩn thận. Vâng. Thế thôi. À đúng rồi, trông xe cho cẩn thận. Cụ tóm lại này, con ủng hộ các cụ. Các cụ cứ mời ai về đây cũng được. Con phụ trách loa đài, con chỉnh cho nó hay mỹ mãn. Loa đài là lấy của thằng Phú Lùn Hà Nội về. Ô thế còn con ạ? Cắt đốt. Thôi. Mày làm sao đấy? Chia vui tí mà. Đúng rồi. Cả hai cùng thất nghiệp. Thôi, về các em. Thôi về quán trả. Ấy, này. Gì? Sao lại về? Thế bây giờ không cho hát. Bây giờ hát thì lăng. Trời ơi, các chú có muốn biểu diễn không? Có chứ, làm nghệ sĩ. Này, bây giờ thế này. Làng mình có đầy đủ tất cả những nét đẹp. Đây, những người đang lao động mà có thể chơi được nhạc. Chứ sao? Không? Long là cũng có giọng hát. Mặc dù nhiều lúc nó hơi lệch nhịp một tí, nhưng không sao, nghe được. Thế bây giờ mình tập rồi mình không biểu diễn, người ta cười mình. Đúng. Thôi tóm lại là tất cả mọi người sẽ về sân si rồi. Để nghe ca nhạc tuyệt vời. Rồi, bắt đầu. Chơi đi em. Hả? Đúng rồi. Các bác ơi, em bắt đầu biểu diễn đấy. Em bắt đầu là gửi xe miễn phí nhá. Vào đây đến với chúng em đây. Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hồn. Những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao quanh, ngang lưng làng quan họ say say. Làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió non quai thao nói gì người ơi, non quai thao nói gì người ơi, được chưa? Không. Anh lại đắng. Các cụ quyết định không cho mày hát là đúng. Lý do? Phi thực tế. Này. Cái bài này rất đẹp, rất hay nhưng mà là của ngày xưa. Bây giờ làm gì còn cái làng đấy nữa. Cái làng đấy nó rất là thơ mộng. Bao nhiêu năm nay nó có tồn tại trong sách, trong tranh ở đó. Thế bây giờ lại bảo không thực tế. Thế ông bảo thực tế là của ông là ở đâu? Văn nghệ của mình là phản ánh sự thật, để mọi người cùng nhìn thấy tương lai tươi đẹp. Rồi rồi, ông phản đối bài của tôi thì bài của ông thực tế chỗ nào? Các em giúp anh nhá. Làng quê của tôi đây, đất này lên giá rồi. Những đêm trăng tơ ngồi nhìn cánh đồng của làng mênh mông, mương nước đầy luôn chảy ra sông. Đúng không các bác? Làng mình nó thế chứ lệ. Giờ đây họ phân lô có cò thu mua đất, đất xưa còn hay mất, lúa ngô khoai biết trồng nơi đâu, dấu chân xưa lấm bùn còn không. Thôi. Còn ông bỏ cái kiểu mỉa mai đi nhá. Ông bỉ mặt tôi đấy à? Ok. Sao bao nhiêu thứ ông không hát, ông cứ phải hát đến đất cát ông mới hát. Thì nó là thực tế diễn ra thì tôi nói gì đâu. Ông biết bao nhiêu người ở cái làng này trong đấy có tôi phải ra trông xe ông chỉ vì đất cát không? Tôi biết đâu cái chuyện này. Ông hát cái này ông khinh thường tôi, ông không tôn trọng tôi nhá. Ông bỉ mặt tôi đấy à? Ô các bác ơi, thực sự là em không biết chuyện của thằng Long thế nào. Bây giờ nó lại... Thế chuyện của ông thế nào? Đất đông băng, đất ngừng ngừng giao dịch. Em có đất, em biết bán cho ai?
Chuyện xưa nay bao người buôn nhà đất, trước vay của người thân, sau sổ đỏ cắm ngân hàng. Có ai giống em không? Những công trình biệt thự cao cấp, những nhà vườn với lại chung cư, ôi buồn làm sao giờ nằm im cả đống, biết bán cho ai để mà thu vốn về. Bây giờ tôi mới biết chuyện của ông. Ông ước mơ của tôi này. Ước mơ của ông là gì? Làm sao đây cho giá đất em lại tăng, em bán đi lấy tiền trả hết nợ người ta, rồi mai đây đất là đất, em là em, em hứa em cạch đến già chẳng dám đầu tư đất nhà, rồi mai đây đất là đất, em là em, em hứa em cạch đến già chẳng dám đầu tư đất nhà. Nói thật chứ chả hiểu vì sao mà bạn em nó hát cái bài này nhiều bác đồng cảm thế. Ôi này, mấy đứa này đâu, sao lại ngồi ở đây? Em bên đội văn nghệ. Đệ tôi, đệ tôi. Đệ sao ngồi ở đây làm gì? Em bán đất nhưng mà bây giờ đất đóng băng rồi. Bây giờ phải bán sổ đỏ. Mà anh ơi, may mà hồi em còn có sổ đỏ để bán đấy. Chứ còn mấy thằng bạn em nhá, bây giờ nhá, mùa World Cup ấy, đi hết cả rồi, toang rồi. Mùa World Cup à? Vâng. À đấy. Người ơi, làng quê của tôi ơi, đánh bạc và cờ bạc, cờ bạc với lô đề ngay trong mùa World Cup, ngay trong mùa World Cup. Sao đấy? Sao đấy? World Cup đâu sao? Sao đấy anh ơi? Ôi dồi ôi, xem World Cup nóng quá tắm. Thì ông đi tắm, tắm ơi. Tắm anh ạ. Tắm thì. Nóng quá tắm. Ngay trong mùa World Cup. Ô kìa, làm gì? Vào sân. Sút vào, sút vào đúng không? Không phải. Thế cái gì? Có anh nhảy cầu là nhảy cầu Trương Dương, có anh nhảy cầu là nhảy cầu Long Biên, có anh nhảy cầu là cầu Nhật Tân, có anh nhảy cầu. Nhảy nhiều cầu. Nhảy cầu Hạ Long bãi cháy. Cao quá. Đúng. Cầu này rất cao. Cầu này rộng 24m với 4 làn xe, từ mặt nước biển lên đến thành cầu cao 50m, cho nên nhảy ở đây cơ bản là chết chứ không sống được. Cho nên đề nghị anh em nếu có nhảy cầu thì chọn mấy cái cầu mà dễ sống chứ đừng nhảy cầu bãi cháy nhá. Thôi này. Hả? Ngày Tết khuyên mọi người có nếp sống văn minh, đừng mắc tệ nạn để đỡ rơi vào cái hoàn cảnh bi đát như thế. Lại khuyên nhảy chỗ nào mà dễ vớt. Không được. Mới cả yên tâm. Báo cáo các bác là tình trạng đấy ấy, bây giờ nó cũng đỡ rồi. Là bởi vì một là qua mùa World Cup. Hai là mọi người không còn phương tiện để lên cầu để nhảy. Mà nếu có phương tiện thì cũng không còn tiền để mua xăng. Vì sao? Là bởi vì ấy khi xăng lên bao nhịp cầu tăng giá, có khi mua xăng hết hàng đành quay về, đành gửi lại cái can to đùng, thôi đánh giá chiếc xe quay lại. Tức là ý là muốn lên nhảy cầu nhưng mà hết xăng nên không lên nhảy nữa. Không lên nhảy nữa. Thôi tóm lại nhá. Đúng 7 giờ hôm nay chúng ta ra biểu diễn. Rồi. Anh sẽ miễn phí toàn bộ nhá. Rồi. Mọi người yêu văn nghệ, yêu những cái đẹp, cái hay của truyền thống sẽ đến với chúng ta. Rồi. Còn những cái vớ vẩn chắc chắn mọi người sẽ không yêu. Thôi, về rồi nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Long Bắc. Gì đây? Nghe rồi. Sao ạ? Hay. Ra đây, ô thế cụ vẫn còn nguyên à? Tưởng dụng tiệt rồi. Rất hay, hay rất cái sâu sắc. Ôi trời. Thực ra là con đỡ cụ thôi. Nhưng cụ nên đi vào. Bởi bọn con với bọn cụ bây giờ là không cùng phe đâu. Ấy không. Nghe cụ nói đã. Dạ. Thực ra là vừa rồi là cụ phải khích tướng như thế.
Thì ở trong kia cụ với các cụ mới được nghe chúng mày biểu diễn chứ. Nhưng mà tại sao cụ lại phải thử bọn con? Nguyên cớ nào cụ lại phải thử bọn con? Thì đấy, cụ đã nói rồi, văn hóa nghệ thuật là phải kỹ càng, hiểu chưa? Hay là cụ không tin lớp trẻ bọn con? Đúng. Không. Không tin lớp trẻ đấy. Tin chứ. Ở trong kia nhá, cái phần mà các con hát về quê hương đất nước thì nó rất hay rồi. Rồi. Thế còn cái phần mà phê phán tệ nạn xã hội ấy, là không phải mình mang ra để mình châm chọc, mà các con nêu ra để mình tránh xa nó, để mình có một cái cuộc sống nó tích cực hơn. Dạ. Tuyệt vời. Vâng nhá. Vâng ạ. Đấy, các bác ạ, người ta cứ bảo là lớp trẻ không quan tâm đến văn hóa, rồi không biết gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống. Sai. Làng em này, Minh Chứng này này, Long này, Bắc này, quá là bảo tồn luôn. Đấy. Dạ. À thôi bây giờ như này. Dạ. Về đấy rất hay rồi. Vâng. Cụ sẽ cho tiết mục này biểu diễn khai mạc hội làng. Úi dồi ôi. Anh em đâu? Mùa xuân đến rồi, tối nay sẽ tưng bừng. Đông nhạc lên. Đi chung một bà ta hát ta ngầm hát ta bừng là hội làng à đình ta tưng ngã bừng. À ôi nhà ta bừng mùa xuân là. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung, sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung, sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. Bioacimin Gold được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Nay đã có Bioacimin Fiber với chất xơ tự nhiên Synergy One và Men Vision. Đặc chế dành cho trẻ táo bón, Bioacimin Fiber tăng chất xơ chẳng sợ táo bón. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới. Nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng, với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay. Kính mắt Việt Tín, cho đôi mắt sáng, rạng ngời tương lai. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phanh Phục Active đạt chuẩn chất lượng FDA Hoa Kỳ, chiết xuất nhân sâm chuẩn hóa G115, hỗn hợp vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bồi bổ sức khỏe, tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động mỗi ngày. Thực phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm TV Farm, top 10 công ty dược uy tín Việt Nam. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình, cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời. Đó là lựa chọn thang máy Advin trong ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Sơninfo, vẻ đẹp từ chất lượng. Viện thẩm mỹ Tiên Hà, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng với Viện thẩm mỹ Hàn Quốc, trị nám Genesis Lab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo thác bồ Max Refit, tăng trắng White Proteinic, trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ da liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngay. Đến khi mà My nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc làn da từ sâu bên trong, bổ sung collagen hàng ngày cho cơ thể, và vị cứu tinh của My chính là HD Collagen Drink. Với thành phần chính là collagen peptide 11.000mg, có chất xuất từ cá, mầm hoa sen, cây tầm xuân và hoa hồng, HD Collagen Drink có dạng nước giúp hấp thụ gấp 3 lần so với dạng viên uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết.
Sản phẩm này có vị đào, thơm ngọt và cực kỳ dễ uống. Bật mí với các bạn là chúng ta nên sử dụng collagen này từ 30 cho đến 60 phút trước khi đi ngủ vào mỗi tối, sẽ giúp cho sản phẩm này hấp thụ một cách tối ưu hơn. Chỉ sau khoảng 3 tháng sử dụng thì Mi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Và đặc biệt là Mi còn được biết là sản phẩm này còn giúp tăng dịch nhầy cho các cơ khớp, giúp cho cơ thể trở nên hoạt động dẻo dai hơn. Sản phẩm HD Collagen Ring được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, được phân phối độc quyền bởi công ty Nhật Vi. Mi đã tin dùng, còn bạn thì sao? HD Collagen Ring giữ mãi tuổi thanh xuân. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space, Natto Space mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space, món quà cho người tai biến mạch máu não đột quỵ do tắc mạch. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cái taxi, bàn tay massage bậc thầy. 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 Vì với một ca khúc tiếp sau đây sẽ là một sáng tác mới của nhạc sĩ Đi Trần, lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình của Xuân Phát Tài. Anh Thanh Bạch yên tâm nhé. Thưa quý vị, ca khúc Con Tim Không Đổi Thay. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức qua giọng hát của nam ca sĩ Quang Hà cùng với nhóm bè VK. Không chung lối sẽ trở nên xa lạ. Người từng thề hẹn không chung đôi sẽ quên thôi mà. Ngày em bước đi ngàn gió về mùa băng giá, mình anh đi lang thang tìm kiếp xưa. Bàn tay chưa quen hơi ấm, chiếc hôn vẫn chưa nhạt, mà người vội vàng mua sang ngang vui tình xuyên khá. Gió đưa thuyền về đâu, bên hoang vắng u sầu. Định mệnh ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuối. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Thất vương bao tờ lòng chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu sẽ vậy. Giờ số còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời mùa làm anh ngừng bay, gió kia chẳng mùa lay. Lá hoa chưa xa cảnh sao ngày xanh đã phai. Bên mới em vui cùng ai, có vẫn vâng chốn này. Dù đời vắng bóng dáng em, con tim không đổi thay. Bàn tay chưa quen hơi ấm, chiếc hôn vẫn chưa nhạt, mà người vội vàng mau sang ngang vui tình duyên khá. Gió đưa thuyền về đâu, bên hoang vắng u sầu. Định mệnh ta xa rời nhau ôm bao tiếc nuối. Rượu nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay. Chất vương bao tờ lòng chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu sẽ vậy. Giờ sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời mùa làm anh ngừng bay, gió kia chẳng mùa lay. Chưa xa cảnh sau ngày xanh đã phai. Bên mới em vui cùng ai, có vẫn vâng chỗ này. Dù đời vắng bóng sáng em, con tim không đổi thay. Dù nào dành cho người say, đắng cay đâu nào hay.
chót vương bao tơ lòng chân tình đâu chẳng thấy. Có phải nhân gian đưa thay biết ai đâu dãi vậy, giờ sầu còn mãi chết chưa nỗi đau còn hồ ai. Thời mùa là mây ngừng bay, gió kia chẳng mùa lại, lá hoa chưa ra cành sao ngày xanh đã phai. Bên mới em vui cùng ai, có vẫn vững chốn này. Dù đời vắng bóng sáng em còn tim không đôi thôi. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với bài hát tiếp theo, ngay bây giờ Jennifer cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến bà nhà bảo trợ của chương trình Xuân Phát Tài 13, đó chính là Viện Thẩm mỹ Thiên Hà. Thưa quý vị, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà không chỉ đã gắn bó với Xuân Phát Tài liên tục qua rất nhiều năm, mà còn là một địa chỉ làm đẹp rất là quen thuộc của các chị em phụ nữ. Thưa quý vị, và đồng thời cùng đồng hành với Xuân Phát Tài, chúng tôi xin cảm ơn nhà bảo trợ, đó là công ty thang máy Advin, nơi cung cấp những sản phẩm dịch vụ thang máy chất lượng uy tín cho nhiều công trình. Xin mời quý vị hướng về màn hình để theo dõi phần giới thiệu của hai công ty. Thiên Hà, 14 năm khẳng định vị thế thống lĩnh thị trường thẩm mỹ Việt Nam về trị nám và điều trị da công nghệ cao không xâm lấn, với tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế và đạt nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2009, hình thành và phát triển thương hiệu thẩm mỹ 5 sao đầu tiên tại Hà Nội. Năm 2012 đến năm 2020, nâng cấp và hoàn thiện các dịch vụ trọng điểm bằng việc nhập khẩu thiết bị làm đẹp hiện đại nhất và chuyển giao độc quyền nhiều công nghệ tiên tiến, mở ra kỷ nguyên mới về điều trị nám và chăm sóc da công nghệ cao không xâm lấn. Năm 2021, ra mắt hội đồng bác sĩ chuyên môn lớn nhất Việt Nam, đồng thời ký kết chuyển giao phác đồ trị nám mới nhất trên thế giới Pico Premium và phương pháp trẻ hóa toàn diện tái sinh nguyên bào độc quyền tại Viện Thẩm mỹ Thiên Hà. Năm 2022, cán mốc phục vụ lượt khách hàng 2 triệu và nâng tầm trở thành tập đoàn thẩm mỹ lớn mạnh, hai viện thẩm mỹ tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, phẫu thuật thẩm mỹ nha khoa Thiên Hà và mỹ phẩm Angena. Ngày 9 tháng 7 năm 2022, chính thức chào đón cơ sở thứ hai sau 13 năm phát triển, tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, địa chỉ 79 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, tiếp tục mang đến những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, thực hiện sứ mệnh làm đẹp, lấy lại sự tự tin, rạng rỡ cho hàng triệu khách hàng Việt. Tháng 8 năm 2022, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà nhận chuyển giao độc quyền công nghệ trị nám Genesis Lab từ Hoa Kỳ, mở ra bước đột phá mới trong điều trị nám tại Việt Nam. Tháng 9 năm 2022, Thiên Hà đạt cột mốc lịch sử khi trở thành viện thẩm mỹ Việt Nam đầu tiên có mặt tại thị trường quốc tế Úc và Mỹ, mở ra kỷ nguyên chinh phục thị trường khó tính bậc nhất này, giúp các chị em tự tin và tỏa sáng hơn. Tháng 11 năm 2022, Thiên Hà chính thức hợp tác độc quyền cùng bệnh viện thẩm mỹ Biun, bệnh viện thẩm mỹ top 3 tại Hàn Quốc, với mục tiêu mang đến trải nghiệm và cập nhật công nghệ làm đẹp đẳng cấp Hàn tới quý khách hàng tại Việt Nam. Trong 14 năm qua, hàng triệu khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn Thiên Hà là địa chỉ uy tín để trao gửi nhan sắc. Viện Thẩm mỹ Thiên Hà sẽ luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đem đến chất lượng dịch vụ hoàn hảo nhất dành cho tất cả các chị em. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình. Cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời, đó là lựa chọn thang máy Advin trong ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Nào, xin mời quý vị HD Collagen Drink. Quý vị ơi, Collagen Peptide 11.000mg có nguồn gốc từ cà và được chiết xuất từ mầm của hoa sen, hoa hồng và cây tẩm xuân. Collagen ở dạng nước, khả năng hấp thụ vào cơ thể của chúng ta sẽ lớn gấp 3 lần so với viên nén uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Mát lắm, nhẹ lắm, rất dễ uống. Sản phẩm HD Collagen Drink được sản xuất từ Nhật Bản, độc quyền do công ty Nhật Vi phân phối. HD Collagen giữ mãi tuổi thanh xuân. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe đến tiếng sét ái tình. Đôi khi chỉ cần một lần gặp gỡ
đã để lại cho chúng ta sự rung động trong trái tim. Và sẽ có những người được đáp trả bằng tình yêu để cả đôi đến với nhau và yêu nhau cả một đời. Nhưng cũng có những người không nhận lại được tình yêu ấy, mà ngược lại, chỉ một lần gặp gỡ lại gây thương nhớ cả một đời, thưa quý vị. Thưa quý vị, và đêm nay xin được giới thiệu với quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, bài hát được mang tên Người Tình Không Đến, với phần tham gia của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng. Ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường đường tôi. Cô đơn càng rét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau. Tình yêu là mộng thành bọt béo vào mây khói. Tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị. Xét mướt nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trong anh. Đợi qua từng giờ lòng càng bồi hồi xao xuyến. Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau.
tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Tình yêu là mộng thành bọt bèo vào mây khói. Là cảm ơn Xuân Phát Tài, cảm ơn tất cả khán giả rất trung thủy của chương trình Xuân Phát Tài. Vì Quyên nghĩ rằng cho đến ngày hôm nay, sau rất là nhiều năm rồi, thì Xuân Phát Tài đã là một cái thương hiệu mà trong mỗi một dịp cuối năm chúng ta được gặp nhau để chúng ta chuẩn bị đón những lễ hội lớn trong năm và chuẩn bị đón năm mới. Nghe cái tên là Xuân Phát Tài đã mang lại rất là những cái niềm vui, những niềm hân hoan và hạnh phúc cho tất cả. Và bản thân Quyên cũng vậy, cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ, những người mà đã gắn liền với nhiều năm cũng như anh Thanh Bạch, gắn liền với nhiều số Xuân Phát Tài thì mỗi năm đều cố gắng cống hiến những cái bài hát, những cái sự thể hiện. Mặc dù cũng là mình thôi, nhưng mà làm sao để mình ngày càng tươi mới hơn, ngày càng rực rỡ hơn để cống hiến cho khán giả. Và đêm ngày hôm nay đứng ở đây thì mặc dù cũng đã rất là nhiều lần đứng ở sân khấu của Trung tâm Người Quốc gia và rất nhiều lần đứng ở sân khấu của Xuân Phát Tài, nhưng mà thực sự là bản thân Quyên lúc nào cũng hồi hộp. Và ngày hôm nay khi hiểu sao hồi hộp đến thế, bởi vì có lẽ rằng là chúng ta mới trải qua hai cái năm đại dịch rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Bao nhiêu những cái dự án, không riêng gì ngành nghệ thuật mà tất cả các dự án nó đều bị đình trệ lại. Và ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau ở đây, cho nên cái cảm xúc nó rất là nhiều, nó khác hẳn tất cả những cái mùa Xuân Phát Tài khác. Vâng, và bây giờ thì giây phút còn lại, yêu cầu Lê Quyên hát thêm một bài nữa được không? Quý vị nghĩ sao? Vấn đề là khán giả có đồng ý không ạ? Và nếu như mà đã được hát một bài nữa, thế thì là phải hát một cách đặc biệt nha anh Thanh Bạch. Wow. Dạ vâng, thế mọi người xem rằng là bài hát sau đây hát như thế nào ha. Vậy là tràng pháo tay này to gấp đôi đi quý vị. Xin cảm ơn. Lần đầu mình đến bên nhau rộn ràng như đã thương yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương. Anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
dần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã sâu yêu từ thuở nào. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã sâu yêu. À, chắc chắn là bây giờ anh Kiều sẽ hát những bài hát thật là hay để tặng cho quý vị. Chưa bao giờ Willie Sơn cũng hát ít như thế này, nhưng mà Xuân Phát Tài là như thế. Là một chương trình quy tụ biết bao nhiêu những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, và ai cũng đang rất là nóng lòng muốn ra đây để cống hiến quý vị. Cho nên là ngày ngậm mùi đi vào, thực sự là hát hai bài cổ họng nó còn chưa kịp nóng nữa. À, hẹn gặp mọi người vào ngày gần nhất hát nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Khán giả Hà Nội luôn luôn như vậy. Đây là lần đầu tiên Bằng Kiều hát trong chương trình Xuân Phát Tài. Ngày hôm nay từ đầu đến giờ quý vị đã enjoy rất là nhiều, đã thưởng thức những tiết mục nghệ thuật rất là đặc sắc. Và từ giờ đến cuối chương trình thì Bằng Kiều bật mí với quý vị là vẫn còn nhiều những tiết mục cực kỳ đặc sắc nữa. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một tình khúc, một bài hát cũng lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Bằng Kiều thể hiện trên sân khấu. Bài hát Nhạc Hoa lời Việt có tựa đề là Chiếc Lá Mùa Đông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng tình yêu. Rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Đời anh tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt? Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi? Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Giờ đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Đời anh tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoang
rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi. Đường mây giờ đây thuyền lứa trôi. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta gặp gỡ rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ, những người đã đồng hành cùng với Xuân Phát Tài rất là nhiều năm, và cũng có những người lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của Xuân Phát Tài. Và anh Bằng Kiều cũng là một trong những gương mặt lần đầu tiên đến với khán giả của Xuân Phát Tài. Không biết rằng ngày hôm nay anh nhận xét có cảm xúc như thế nào khi lần đầu gặp gỡ khán giả tại Xuân Phát Tài 13 ạ? Trước khi anh trả lời câu hỏi của em thì em đứng lùi ra hộ anh một tí được không? Để anh đỡ phải ngước lên cho nó đỡ mỏi ấy. Anh hàng xóm của em chuyên gia làm khó em quý vị ạ. Bởi vì hoa hậu mà đứng cạnh anh lúc nào cũng thì anh cứ phải ngước lên mỏi lắm. Cảm ơn câu hỏi của em, và cũng như tất cả các nghệ sĩ tham gia trong chương trình thì luôn luôn muốn mang tới những cái gì mà thật là hay, thật là chất lượng cho chương trình, và nhất là trong những cái dịp cuối năm này, một chương trình sẽ chào đón năm mới để chúng ta mang lại những cái điều tốt đẹp, những niềm vui, những sự tài lộc cho năm mới. Thì Bằng Kiều lần đầu tiên tham gia trong chương trình này, cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc, và hy vọng rằng những số sau cũng vẫn có mặt anh. Vâng, chúng tôi cũng rất là hy vọng sẽ còn gặp Bằng Kiều trong nhiều số Xuân Phát Tài tiếp theo nữa, quý vị đồng ý không ạ? Kính thưa quý vị, và chúng ta thấy ngày nay người Việt sống khắp nơi trên thế giới, và có những trường hợp là những người con của Việt Nam chịu xa xứ để đi tìm kinh tế để gửi về báo hiếu cho cha, cho mẹ. Và những sự cực khổ ấy hầu như đôi khi những người ở gia đình không biết, và biết chỉ đi làm ở nước ngoài có nhiều tiền lắm. Chính vì vậy cho nên cảm hứng về đề tài này, biên kịch trẻ Minh Dự đã sáng tác lên một tiểu phẩm hài được mang tên Việt Kiều Về Quê. Thưa quý vị, và trong tiết mục ngay sau đây, cho phép Thanh Bạch được giới thiệu thành phần các diễn viên tham dự. Thưa quý vị, trong tiểu phẩm Việt Kiều Về Quê, dưới sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên: Hoàng Sơn, một người con gái cực kỳ duyên dáng, Lâm Vĩ Dạ. Quý vị cũng sẽ gặp gỡ một chàng trai mà mở rất nhiều quán bún đậu, Mạc Văn Khoa. Và đặc biệt là nghệ sĩ hài Hoài Linh. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dược phẩm PQA, học và làm theo lời dạy của danh y Hải Thượng Lãn Ông, chữa bệnh chữa vào gốc, chữa vào gốc trong
bệnh đều khỏi, chữa vào ngọn trăm thứ rối bời. Thuốc PQA là thuốc đông y gia truyền được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GMP, WHO, thực hành tốt sản xuất thuốc, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới, được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu vàng, sản phẩm chất lượng vàng năm 2022, là lựa chọn chất lượng vàng cho điều trị các bệnh mãn tính. Một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới. Nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng. Với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay. Kính mắt Việt Tín, cho đôi mắt sáng, rạng ngời tương lai. Trên bước đường thiện nguyện, trời nắng mưa khiến bạn mệt mỏi và đau đầu. Đừng để cơn đau ngăn cản yêu thương lan tỏa. Travicon 650 chứa 650mg paracetamol, hiệu quả giảm nhanh các cơn đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau họng, đau cơ, hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccine và cảm cúm. Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người bệnh thiếu máu, bệnh tim, phổi, thận, suy gan nặng, thiếu hụt men do sáu bên đây. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Travicon 650, điểm tựa vững vàng, chinh phục thành công. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình. Cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời. Đó là lựa chọn thang máy Advin cho ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Viện thẩm mỹ Tina, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng với Viện thẩm mỹ Hàn Quốc, trị nám Genesis Lab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo thác bồ mắc refit, tăng trắng quai proteinic, trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ già liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngay. Đến khi mà My nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc làn da từ sâu bên trong, bổ sung collagen hàng ngày cho cơ thể. Và vị cứu tinh của My chính là HD Collagen Drink. Với thành phần chính là collagen peptide 11.000mg, có chất xuất từ cá, mầm hoa sen, cây tầm xuân và hoa hồng. HD Collagen Drink có dạng nước, giúp hấp thụ gấp 3 lần so với dạng viên uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Sản phẩm này có vị đào, thơm ngọt và cực kỳ dễ uống. Bật mí với các bạn là chúng ta nên sử dụng collagen này từ 30 cho đến 60 phút trước khi đi ngủ vào mỗi tối, sẽ giúp cho sản phẩm này hấp thụ một cách tối ưu hơn. Chỉ sau khoảng 3 tháng sử dụng thì My đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Và đặc biệt là My còn được biết là sản phẩm này còn giúp tăng dịch nhầy cho các cơ khớp, giúp cho cơ thể trở nên hoạt động dẻo dai hơn. Sản phẩm HD Collagen Ring được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, được phân phối độc quyền bởi công ty Nhật Vi. My đã tin dùng, còn bạn thì sao? HD Collagen Ring giữ mãi tuổi thanh xuân. Tôi bị thoát vị địa đệm, thoái hóa cột sống, đau bại cả lưng, không làm ăn gì được ông ạ. Ông không uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốt xương đi. Tôi bị hệt như ông, dùng sản phẩm này thấy xương cốt hoạt động bình thường. Cốt Thái Vương giúp cột sống khỏe mạnh hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đêm hôm là nó gọi mình là nó bay về tới Nhật rồi. Mà cả 7, 8, 9 tiếng đồng hồ rồi mà nó chưa về. Lạ gì? Có trục trặc cái gì không? Bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Dạ, con xin cửu quyền thất tổ. Năm nay là cho con rước ông bà về á. Khoan chậm hãy lên mâm nhé. Chờ con. Bởi vì tới 12 giờ là hạ cánh một cái là con lên mâm liền. Ông bà thông cảm, năm nay thế nào trong cửu quyền thất tổ cũng có một ông là sẽ nói câu này à. Bất ngờ chưa ông già? Hôm nay con chơi lạ luôn. Con mới đặt cái cây hương này là 4 triệu bạc. Đốt một cái nghe là ông bà sướng liền. Ai da? Ai da? Ai trời đất ơi? Ai da? Sao nó nặng dữ vậy ta?
Ây da, trời ơi, chết tôi rồi. Rồi vậy làm sao mà, rồi cái chỗ nào mà mình, cái chỗ nào mình cắm lên đây, rồi sao mà khấn, sao mà xá đây, chết. Không lẽ, ây da, năm nay ông bà cho phép con xá ông bà bằng cách này nha. Dạ, dạ, vậy thôi, dạ. Ông bà chứng kiến cho con là được rồi. Thế thôi, dạ. Ây, nặng quá. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Ui, ông làm cái gì vậy? Ông mới làm cái gì đó. Tôi đang xá xá, tôi nói chuyện với ông bà tôi, ông đứng ông xuất hiện, tôi tưởng ông bà ông về, tôi về rồi chứ. Ông xá đâu, tôi thấy ông giác cây cuốc, ông bổ vô bàn thờ mà. Cây nhang của tôi đó, tôi đặt làm 4 triệu bạc đó. Ông mua cây nhang này ông thắp cho ông bà đó hả? Ừ, cho nó ấm cúng nhà cửa rồi bà con tròn xóm nữa mà. Ấm con khỉ. Nè, coi bàn thờ bằng tự gì, bây giờ là chuẩn bị rước ông bà rồi mà không có cái bông, không có cái gì, cây, không có cái gì hết. Chờ đi, ông chờ đi. 12 giờ hạ cánh một cái là có đầy đủ hết. Ủa ông bà, ông về năm nay đi máy bay hả? Hả? Không, cái này để lát nào, ông bất ngờ, tôi không nói được. Không phải ông bà tôi đi máy bay. Để tôi gọi cái nó đáp chưa đây. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Ông tìm cái gì vậy? Mạng. Đồ cha khùng. Tìm mạng là người ta tìm cái chỗ nào người ta sống á, mới có mạng. Ông tìm ngay cái bàn này chết mất mạng hết rồi mới lên bàn này. Mạng điện thoại. Ủa vậy hả? Đâu ra mà mạng sống mà chết đi ông. Ai biết, tôi tưởng trời ơi, cái mạng mình chưa lo đi tìm mạng điện thoại làm gì ông nội ơi. Ông nhìn bàn thờ thấy không? Ông không thấy giấy tiền vàng bạc hàng mã gì hết ông thấy không? À. Năm nay tôi không có đốt. Năm nay không có đốt không giấy có đốt. Tiền vàng mã. Không đốt giấy tiền vàng mã. Ê vậy là năm nay ông đốt nhà luôn hả? Dạ. Nè bây giờ là cuối năm nha chứ đầu tôi năm. Tôi phải đốt cho ông bà ít cái áo cái quần chứ. Tôi đã nói con tôi là năm nay tôi chơi hiện vật luôn. Làm sao? Không có chơi đồ giả, chơi đồ thiệt. À, ông đốt cái gì? Diamond nè, gold nè, gold 4 số 9. Cúng vàng, cúng hột xoàn luôn á hả? Ừ, dâng lên hàng hàng thiệt luôn. Ê, vậy tôi nói ông nghe, ông mà cúng giống vậy nha, trên bàn thờ nhà ông không nghe mùi nhang đâu. Chứ nghe mùi gì? Nghe mùi thuốc nổ không đó. Ông nổ quá. Nổ gì nổ quá, tôi nói thiệt. Đi. Nè, bánh tét rồi lấy không? Thôi, không, đem về đó đi. Không lấy tôi đem gì à? Ừ, đem về đi. Cha già tự nhiên đi xính ngoại tào lao. Đó. Ê nói nghe nè, nói ê. Hả? Tức là ông bà của ông á, cửu quyền thất tổ của ông là có một số là lên ở trên, còn có một số là dưới âm phủ. Bây giờ ông nhảy dù xuống âm phủ, ông rước ông bà lên ăn Tết hả? Vậy thì bà tôi đang thử cái ô này để tôi đi đón con tôi. Quỷ nó bậy đó bà. À đi đón con hả? Thôi tôi về à. Ờ về đây, về đây tôi đi đón con mệt tôi cái. Quá mệt. Em ơi, ba em không có ở nhà đâu, vào đi em. Ôi dồi ôi, em làm cái gì thế? Cái gì đấy? Ba không có ở nhà thiệt. Ừ. Trời ơi, mừng quá, yên bình quá. Trời ơi, em từ nước ngoài về quê ăn Tết mà anh tưởng em đi trốn nợ không đó. Làm cái gì mà lén la lén lút như thế hả? Còn hơn là trốn nợ nữa. Anh có biết lần đầu tiên em về nước không? Trời ơi, ba em mướn một ban kèn tay với một ban nhạc lễ ra đón em. Trời ơi. Em vừa mới tới đầu ngõ thôi là ban kèn tay lên nhạc chào đón em vô tới cửa nhà. Vừa tới cửa nhà là ban nhạc lễ lên nhạc lễ luôn. Nguyên một xóm tưởng ở trong nhà có đám. Trời ơi, người ta bu lại, người ta coi mắc cỡ, quá trời mắc cỡ. Trời ơi, ba chơi lớn vậy luôn đó hả? Chơi lớn vậy đó. Thì tại em từ nước ngoài về cho nên là ba muốn làm như vậy cho nó hoành tráng thôi. Thôi nước ngoài thì cũng đi làm ăn chứ có là cái gì đâu mà ba làm quá lên vậy, bực mình dễ sợ. Anh hứa với em, năm nay em về ăn Tết với ba sẽ là một năm ăn Tết bình yên và thoải mái nhất. Chỉ cần em nghe lời anh thôi. Em phải giả vờ là mình bị mất trí nhớ tạm thời hiểu không? Mất trí nhớ tạm thời? Ừ, có nghĩa là lúc thì nhớ, lúc thì quên đấy. Lúc thì nhớ, lúc thì quên. Lúc nào nhớ, lúc nào quên. Khi nào mà ba cứ hỏi về cái vấn đề mà quà cáp ấy thì em quên cho anh. Đúng rồi. Ừ. Cái
Cái lần nào mà em chuẩn bị về nước á, là ba cũng chạy qua bà con hàng xóm. Ba hỏi chú Tám thích cái gì, cô Bảy thích cái gì, đấy, chú Năm thích cái gì. Cái ba biên lại. Đó, rồi ba gọi qua cho em, ba nói em phải đi mua cho người này, mua cho người kia. Trời ơi, anh biết không, ở bên đó đâu phải lúc nào làm cũng có tiền đâu. Đúng. Lần này là phải hả, âm thầm lặng lẽ về đó. Quá cảnh ở Nhật rồi em mới dám gọi điện cho ba, để ba không có thời gian chuẩn bị, không có thời gian hỏi ai gì hết trơn á. Rồi, bây giờ bình tĩnh này, chuẩn bị mất trí nhớ nhá. Mất trí nhớ hả? Bây giờ anh thử nhá, em tên gì? Lâm Vĩ Dạ. Em trả lời như vậy là chết rồi. Em trả lời như vậy là làm sao mà có thể mất trí nhớ được? Ủa chứ sao? Em tên gì thì em phải trả lời là em không có nhớ. À, bị mất trí nhớ là vậy á hả? Rồi rồi rồi, anh hỏi lại đi. Em tên gì? Em không có nhớ. Tốt. Ba em tên gì? Em không có biết. Quá hay. Còn bây giờ, anh là gì của em? Trời, khúc này muốn quên thiệt ghê luôn á trời. Ô, này, hả? Lúc nào cần quên thì quên, còn lúc nào cần nhớ là phải nhớ nhá. Ờ, dạ dạ, anh hỏi lại đi. Anh là gì của em? Em không biết. Mất trí nhớ như thế là tốt. Nhưng mà bây giờ thật ra ấy, thật ra thì anh là gì của em? Em không biết. Này, bây giờ không mất trí nhớ nữa nhá. Thực chất thì ở ngoài hai đứa mình là gì của nhau? Ai mà biết. Tôi nói bị mất trí nhớ luôn rồi nhá. Giỡn thôi chứ làm sao mà không nhớ được. Ghẹo chút xíu làm gì quạo vậy? Anh là người yêu của em. Tốt. Bây giờ vậy nè. Hả? Ở nhà coi nhà đi. Em chạy ra đầu ngõ kiếm ba, để ba đứng ngoài nắng tội nghiệp. Coi nhà giùm em nha. Ừ. Em chạy ra kiếm ba cái rồi chạy về liền. Ôi dồi ôi, sao mà đàn ông con trai mà 30 Tết mà làm ba rồi mà để cái căn nhà nó lạnh tanh như chùa Bà Đanh thế này nhỉ? Không có một cái không khí Tết gì hết. Ui dồi ôi, bàn thờ thì không hoa, không quả, không bánh, không kẹo gì hết. Như thế này thì làm sao mà gia tiên phù hộ được. Mình mà làm gia tiên nhà này là mình vật cho là chết luôn ấy, liệt luôn, không ăn không uống gì luôn á. 30 Tết mà không cúng bái một cái gì hết. Bác bình tĩnh. Bác bình tĩnh. Ông Thiện ơi. Ông Thiện. Ông Thiện ơi, ăn trộm. Mày đứng lại. Ai không được ăn. Ai cha. Ăn trộm hả mày? Trời ơi. Ăn mặc lịch sự gì mà đi ăn trộm hả mày? Con nó quay là ăn trộm, trời ơi. Đưa nó lên phường. Ôi. Đi xe cùng em. Dừng ta lại. Cứu. Help me. Ô, ai hiếp mày? Trời ơi, hai ông già mà hiếp mày hồi nào? Ui dồi ôi, help me, tiếng Anh có nghĩa là cứu tôi. Mày qua bên này. À, mày thấy nhà tao chuẩn bị có người có Việt kiều về, mày tưởng là nhiều tiền lắm, mày vô mày định ăn trộm đúng không? Eo ơi, bác nhìn kỹ con đi, nhìn mặt con nó sang như thế này làm sao mà đi ăn trộm được à? Mặt mày sang á. Vâng, con đẻ ra mặt nó đã sang rồi ạ. Vâng, rồi. Con mặt con sang trước khi con khóc mà. Vâng, vâng, con lạy cụ, vâng. Bẩm sinh mặt cụ sang lắm ạ. Vâng. Bây giờ tao hỏi mày nè, mày là ai? Mày bước vô nhà này làm cái gì? À, mày là ai? Con là boyfriend của hơ. Cái gì? Cái mặt mày khỏi cần bôi phèn. Ôi. Mặt mày khỏi cần bôi tro trát trấu, mặt mày vẫn xấu bình thường. Eo ơi, con đang nói sinh ngữ tiếng Anh á. Boyfriend. Mày boyfriend làm gì? Con boyfriend lên mặt làm cái gì? Boyfriend có nghĩa là bạn trai của her. Con là bạn trai của her. Dạ đó. Cái gì? Bạn trai con này à? Dạ đúng. Con trả lời, nó có phải là bạn trai con không? Phải không? Phải không? Con không biết. Mày ai cả? Mày xạo à mày? Mày xạo không? Lên xả, đi mày xạo. Lên công an đi. Rửa lên công an. Mày đứng mày nghinh con gái người ta làm gì? Mày xạo không? Trời ơi. Hả? Biết. Lạ quá, không biết ai hết trơn. Không biết kìa. Nó không biết kìa. Lúc nào cần quên thì quên, còn lúc nào nhớ thì phải nhớ chứ. Quên thế này là giết người đấy. Tao giết mày thiệt đó. Đưa lên công an xã. Đi. Đúng rồi, boyfriend của con. Là cái gì? À, bạn trai của con. Đó. Nhớ rồi. Ôi dồi.
Bạn trai của con. Bạn trai đó. Sao tao không biết? Ê, cái này mới chửi ông nè. Sao? Mày quen con này bao lâu rồi? À, dạ, con với dạ chính thức quen nhau được 3 năm rồi ạ. Nó quen nhau 3 năm trời. Ông cũng không biết mặt bạn trai của con gái ông. Nó có dẫn về đây đâu mà tôi biết mặt con trai. Bây giờ thời buổi 4.0 rồi, đâu phải dẫn về mà thấy mặt. Gửi hình cũng được vậy. Nó có gửi hình đâu. Sao không biểu nó gửi? Không quan tâm tới con là ông đó. Ờ, dạ bác với chú ơi, thật sự là cái lúc mà tụi con mới quen nhau 3 năm về trước ấy, dạ có chụp hình hai đứa con rồi gửi về cho bác coi mà. Có gửi không? Có ạ. Đâu, nó có gửi. Nè, nó có gửi cho tôi cái tấm hình nè. Nó đi vô thảo cầm viên nè, nó chụp với con khỉ nè. Nè, ông coi nè, thấy không, con khỉ. Không phải đâu, đưa coi, coi. Đó, con... Có phải mày không? À, đúng rồi, con đấy mà. Trời ơi. Ừ, sao lúc nó ốm mà nó đen mà tóc nó dài như khỉ vậy? Ông ác dữ dừa. Con mình chụp bằng ngồi giống vậy mà kêu chụp với con khỉ. Ai biết gì chứ, nó mê động vật sao ai biết. À, lúc đấy con mới qua nước ngoài, cho nên là da con nó còn đen, nó giống khỉ. Bây giờ thì sau khi ở đấy mấy năm thì da con nó trắng sáng, cho nên là chú với lại bác không có thấy thôi. Dạ. Ờ, nó trắng quá cho nên ta đâu có thấy. Dạ vâng, thật sự thì qua nước ngoài mấy năm thì con cũng bật lên được mấy tông da rồi ạ. Mỗi năm con bật lên một tông ạ. Mỗi năm mày bật lên một tông mà được nhiêu đây á hả? Dạ vâng ạ, thật sự đợt này con về ra mắt nhà dạ, với lại con cũng muốn về Việt Nam để phát triển cái hãng kem dưỡng trắng da của con ạ. Trời đất. À, vậy là chắc nó nhờ con ông làm thương hiệu này, đại diện thương hiệu. Dạ không ạ, con là đại sứ thương hiệu luôn ạ. Trời ơi. Mày làm hình ảnh đại diện cái kem đó luôn á hả? Dạ đúng ạ, con mà trắng thứ hai thì Ngọc Trinh không dám trắng thứ nhất ạ. Chú có muốn xài không? Con tặng chú mấy hũ. Trời ơi. Chú nói con nghe. Dạ. Chú dần làm ruộng mà. Dạ. Nhưng mà mình cũng vẫn phải dưỡng chú ạ. Đúng rồi. Dạ. Nè, mày coi cái da của mày ha. Thằng nào trắng hơn? Bà nội cha mày tao lội bùn không đó. Mà nó trắng cỡ này rồi đó. Eo xài ơi. Da mày vô cho nó đen thêm hả chi? Không ấy, con múc một xíu bùn ở quê mình, con qua đấy con nghiên cứu ạ. Mày nên làm như vậy. Chứ cái bùn ở đây nó hay quá. Con đây cho cô vô ngồi đi, ngồi với ba nè. Ngồi với ba. Ba nào? Trời đất ơi. Ê, nè. Đừng có nói là tôi không phải là cha của mấy người nha. Ba nào? Tôi đâu có biết. Trời đất ơi, ba nó. Ê, sao vậy? Sao cha nó mà nó không nhận mày? Sao mày khóc? Dạ thưa bác và chú, hết sức bình tĩnh ạ. Bây giờ con xin được thông báo tình hình của dạ. Chết cha, cái gì? Qua đây. Cái gì vậy? Dạ qua bên nước ngoài đi học và đi làm thì áp lực nhiều quá ạ. Khi mà bị áp lực nhiều quá thì dạ bị stress ạ. Và hiện tại thì bác sĩ bên nước ngoài kết luận rằng dạ bây giờ đang mắc một căn bệnh mà người ta gọi là bệnh mất trí nhớ tạm thời ạ. Chết cha, hèn gì nó không nhận ra ông. Con ơi. Ai là con ông mà ông cứ kêu con hoài vậy? Không biết. Nè, con nhớ cái... Không. Nó không có nhớ ông, để tôi hỏi cái này coi. Lâu lắm không có gặp. Bữa nay con về, con biết bữa nay là ngày gì không? À, nhớ rồi. Hay quá, ngày gì? Bữa nay là ngày đám giỗ của chú Thiện hàng xóm sát bên nhà. Con này nó không phải mất trí nhớ mà nó là mất dạy. Trời ơi. Ủa sao chửi vậy? Nó không nhớ được cái ngày nào hả? Tôi chưa chết mà nó nhớ ngày này ngày giỗ tôi. Em. Cháu nó bây giờ nó cũng đang là lúc nhớ lúc quên. Nhiều khi nó nghĩ vậy chắc vài bữa đó thì cũng có. Thôi. Không phải, ý là tôi nói thôi là thông cảm cho cháu nó để tôi từ tính. Dạ. Con đừng có nói bậy, chú Thiện nè, chú Thiện còn sống nè, chú Thiện nè. Đâu chú Thiện đâu? Đây chú Thiện đây nè. Trời ơi cái mặt ác vậy mà Thiện hồi nào? Chắc mày nhìn cái thằng kia quen rồi đó, mày nhìn qua tao mới ác đó. Thôi mà đừng có giận con chắc. Còn bây giờ nó không nhận ông làm cha nó kìa, không chừng mày con đứa nào. Mày con không phải con ông này, mày con ông hàng xóm mà ông lại với tao. Để tôi hỏi mà đừng áp lực cái tội nghiệp. Tôi nói ông nghe nè,
bây giờ thằng này nó nói là đi về đây để tìm cái ký ức gì này nọ đó. Làm đi chứ tôi thấy cái tình hình này là thấy nó nặng lắm rồi đó. Tôi tìm ký ức cho nó nè, từ từ. Nè nè con nhớ là hôm nay không phải là ngày dỗ chú Thiện, mà hôm nay là cái ngày này là ngày cuối năm rồi. Nó là 30 rồi, chuẩn bị đón ông bà để ngày mai là mùng 1 mình ăn Tết. Con nhớ cái mùng 1 Tết không, lúc con còn bé đó, con còn nhỏ đó, thì con mặc đồ mới vô, cái con mừng tuổi ba, cái ba lì xì cho con. Sau này con lớn lên, cái ba cũng lì xì cho con, rồi con đi làm có tiền con cũng lì xì lại cho ba, con nhớ không? À! Nhớ rồi. Nhớ rồi. Hay dạ. Tết lì xì. Đúng rồi. Năm mới con chúc ba có thiệt là nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Lì xì cho con. Mà bao không ông có tiền cho tôi. Bỏ vô đi. Lì xì đi. Tượng trưng cho nó nhớ thôi nè, lì xì cho con. Cảm ơn ba. Dạ. Năm mới con cũng chúc bác sức khỏe dồi dào, vạn sự bình an. Dạ ở hiền gặp lành ạ. Tổ cha mày, ta ở ác còn nằm nữa, ở hiền gặp lành. Đâu, con ý con nói là một người ở hiền như bác thì chắc chắn sẽ gặp lành ạ. Tao chúc mày năm nay đen thui thù lùi luôn. Thôi lì xì cho đi. Lì xì nè. Đó là con rể tương lai. Con nhớ đồ đạc này á, mỗi lần Tết ai đi sắm cho con? Ba. Đúng rồi, má con mất sớm cho nên ba con đi sắm cho con đó. Đúng rồi, cho nên là con mang đồ ít lắm. Bị con biết là ba sẽ dắt con đi mua đồ Tết. Ba, dắt con đi mua đồ Tết đi ba. Nó bắt đầu nhớ rồi đó. Ông dẫn nó đi đi, tôi giả bộ là người bán cho. Đi đi. Ủa sao nó nhớ rồi, nó nhớ là tôi tốn tiền không vậy hả? Dọn ra. À, dắt con đi mua đồ Tết đi ba. Đúng rồi, dắt mày bán quần, ta bán áo. Con thích đi mua đồ Tết. Bán quần nhá. Ừ, mày bán quần, người ta bán áo. 50.000 cái áo, 50, quẹo lửa, 50.000 cái áo, 50.000. 30.000 cái quần, 30.000 cái quần, quẹo lửa. Mẹ mày à. Ta bán cái áo 50 nữa, cái quần có 30 à. Trời ơi, con nhập quần này mối rẻ, con bán rẻ hơn bình thường mà. Mày có tin là ta đâm thọt ông khỏi gả con dạ cho mày không? 200.000 cái quần, 200.000 cái quần. Ba, con muốn mua đồ Tết của chú này. Mua đi con, con nhớ hồi nhỏ nha, con nhớ hồi nhỏ là mua sao con lại con mua lựa đi. Con thích bộ nào con lựa vừa là con ba mua. Con thích hết luôn. Đúng rồi, ba mua hết cho con. Mua hết luôn. Ba mua hết cho con. Rồi, đây bán luôn. Hết luôn. Tặng anh cái vali luôn nha. Xong rồi, đây. Giao hết. Mua hết luôn. Chúc ba trả tiền cho chú đi ba. Trả tiền cho chú. À, trả tiền. Trả tiền đi. Nè, trả tiền này nha. Nè, trả tiền đó. Trả rồi đó. Rồi đi về. Ba trả tiền cho chú đi ba. Nó nhặt rồi. Trả rồi nè. Đâu? Con có thấy tiền đâu. Sao ba không trả tiền cho chú? Nhanh đi. Nó nhớ. Nó đang nhớ từ từ. Nhớ rồi. Rồi. Nè, 100.000. Không, 1.500.000. Cái gì? 50.000 một cái, một vali là 1.500.000. Bán gì mà mắc như vậy? Mắc gì mua bán rồi mà bây giờ nó đang nhớ. Ba kỳ quá, chú buôn bán cực khổ, ba phải trả tiền cho chú chứ. Ba biết, chửi nhiều lên. Ba trả đủ tiền cho chú, ba đưa 2.000.000 bo cho chú luôn. Ba bo cho chú luôn. Rồi con về bển đi. Rồi, cảm ơn. Nhớ trả lại. Kịp. Không có chuyện trả lại, tiền vô túi ta mà trả lại còn lâu. Cũng làm ăn được quá ha. Kệ mẹ nó, đồ của nó ban cho nó mà. Mày nhớ nhiều cái tao tốn tiền không vậy? Con cảm ơn ba đã mua đồ Tết cho con. Bây giờ con có đồ Tết rồi, con sẽ tắm rửa thay đồ để đón giao thừa thôi. Không, bây giờ nè, tắm rửa xong rồi á, con lấy tiền con bỏ vô đây. Ba hàng xóm ba lì xì cho bà con trộm xóm nữa ha. Nè, ba đưa bao thơm cho gì bao lì xì không? Bỏ tiền vô. Đưa tiền. Ơi, cháu đã nói với bác là bác đừng có nhận cái tiền lần ra con nữa. Chứ bây giờ tôi hỏi ông nè, lần trước nó về, bây giờ mày có bể đầu tao cũng nói vậy, tao cũng phải nói. Lần trước nó về, thấy không? Nó đi chợ sớm, nó tặng cho người ta, nó lì xì cho người ta. Tôi lần này nó mới nói nó về hôm qua, tôi nghe nó tin nó về, nó đột xuất nó về. Tôi thông báo cho bà con biết là con tôi nó về, thấy không? Là sẽ đem quà cáp qua lì xì hay quà tiền bạc cho bà con. Bây giờ nó làm gì rồi tôi còn thể diện gì nữa? Bây giờ nói như vậy là ông làm gì? Ông giết nó hay gì?
tôi lỡ hứa cho người ta rồi, không lẽ bây giờ nó không làm vậy được, không được. Bây giờ thì vô lấy tiền đi, đi với ba qua bển. Bác ơi, bác đi. Ơi, bác ơi, cháu đã nói là đừng có tiền bạc mới dạ nữa. Bây giờ bà con người ta chờ, ta lỡ hứa rồi nó mất uy tín của tao. Bây giờ đi 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 đi, đi qua bển mà. Ta. Ê, nó nhớ ông rồi đó. Ba. À, con nhớ ba rồi. Con có quên gì đâu mà nhớ hả ba? Từ nãy giờ con về á, con chưa kịp uống miếng nước nữa, chưa kịp thắp nhang cho ông bà, chưa kịp thắp cho má nén nhang. Bà không có quan tâm con có mệt hay không, bà chỉ quan tâm là cái vali của con có gì trong đó. Bà chỉ quan tâm quà cáp cho bà con hàng xóm thôi. Bà có nghĩ cho con không ba? Ở bên nước ngoài con cực khổ lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Dạ đúng đấy bác ạ. Thật sự thì hai đứa tụi con xin lỗi vì đã giả vờ là mất trí này, nhưng mà thật sự là con thấy dạ áp lực quá cho nên là con cũng cuống lên, cho nên mà tụi con mới làm như thế thôi. Bởi vì là không phải là cứ đi qua nước ngoài là giàu đâu bác ạ. Tụi con qua bên đấy cũng phải làm ngày làm đêm, nhiều khi làm 2-3 đầu việc á mới đủ công đủ tiền để trang trải học tập, trang trải cuộc sống nữa. Nhưng mà sao, tại sao mỗi lần nó gọi về cho bác, nó khó khăn như thế nào nó phải nói cho bác yên tâm. Làm sao mà con dám nói hả ba? Ba thì lớn tuổi, có biết bao nhiêu bệnh trong người, lỡ như con nói ra rồi ba buồn ba bệnh con biết phải sống làm sao. Nó lo cho ông thôi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thiệt sự ra hàng xóm láng giềng á, ông có hãnh diện với người ta hay không, bà con mình ở đây ai cũng giống nhau mà, thấy không? Thấy con nhà ai mà học giỏi nè, làm ăn khá nè, hay là ngoan ngoãn là hãnh diện rồi, hãnh diện chung cho cả xóm này chứ không phải là một mình một gia đình đó đâu. Cho nên con ông nói như vậy, ông nên hãnh diện đi. Còn tôi biết là cái tấm lòng của ông đối với bà con, mấy lần trước nó về nó cũng cho người ta mà. Nhưng mà tại vì nó ổng đòi ba cái đồ gì đó, dầu xanh dầu sung gì đó. Ừ nó tệ lắm, bây giờ con về cũng phải có quà cáp những dầu xanh hay cái gì đó cho bà con chộp sớm. Dạ thật ra là vậy, những cái đó là con lúc nào con cũng đem theo hết, con cũng luôn muốn chia sẻ cho bà con mỗi người chút cho nó vui. Nhưng mà thà ba để cho con tự nguyện đi, ba giống như là con làm ăn mà dư giả được chút nào thì con sẽ chia sẻ cho bà con chút đó. Chứ ba đừng có đặt để cái đó trong đầu con là trách nhiệm, cho nên là con rất là áp lực mỗi khi về quê ăn Tết. Đúng rồi, tức là mỗi năm này ông cũng kỳ nè, tức là nó chuẩn bị nó về cái là bắt đầu ông chạy hết nhà nè, ông hỏi ơ chị cần gì bên đó không, ông ghi vô, dạ anh cần gì không, ghi vô. Chứ vậy thì đâu có ai đòi hỏi ông đâu. Bây giờ thôi mình chuẩn bị mình cúng đi ha. Tôi biết là ông đâu có chuẩn bị con khỉ gì đâu, tôi chuẩn bị 2-3 thứ ở bển á. Bây giờ bàn thờ lạnh tanh nè, rồi ta ở giờ rồi đi. Dạ, chuẩn bị cúng ăn bà, chuẩn bị ăn Tết thôi. Rồi chạy chạy đi chợ mua hoa quả liền, mày tự lấy tiền đi. Bạn Siro Pequia, thông thoáng đường thở cho người khó thở, dùng cho người ho hen, hen suyễn, hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia. Siro Pequia nhân sâm bổ phổi, hỗ trợ bổ phế, long đờm, thông thoáng đường thở cho người ho hen, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, sản phẩm đạt chuẩn GMP của dược phẩm Pequia. Một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới, nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng, với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay.
Kính mắt Việt Tín, cho đời mắt sáng, sạng người tương lai. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitafoam Actizine đạt chuẩn chất lượng FDA Hoa Kỳ, chiết xuất nguyên sâm chuẩn hóa G115, hỗn hợp vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và bồi bổ sức khỏe, tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động mỗi ngày. Thực phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm TV Farm, top 10 công ty dược uy tín Việt Nam. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vitamin Tina, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc. Trị nám Genesis Lab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo thác bồn Max Refit, tăng trắng white proteinic, trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ da liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 9999 nhận ưu đãi ngay. Nào, xin mời quý vị HD Collagen Drink. Quý vị ơi, Collagen Peptide 11.000mg có nguồn gốc từ cà và được chiết xuất từ mầm của hoa sen, hoa hồng và cây tẩm xuân. Collagen ở dạng nước, khả năng hấp thụ vào cơ thể của chúng ta sẽ lớn gấp 3 lần so với viên nén uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Mát lắm, nhẹ lắm, rất dễ uống. Sản phẩm HD Collagen Drink được sản xuất từ Nhật Bản, độc quyền do công ty Nhật Vi phân phối. HD Collagen giữ mãi tuổi thanh xuân. Vậy em tập hát mừng ngày nhà giáo Việt Nam nhưng khản giọng quá à. Em uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu khiết thanh đi. Theo khảo sát của tạp chí Kinh tế năm 2021, 90,8% người được khảo sát hài lòng và rất hài lòng về tiêu khiết thanh. Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Mỗi lần nhóm hài diễn thì Jennifer Phạm đi thay một màu áo khác, quý vị có thấy như vậy không ạ? Mà công nhận là Jennifer rất hợp với áo dài, bởi vì không biết là do cái dáng của bạn đẹp hay là do nhà may khéo tay. Cảm ơn anh Thanh. Và thực ra là áo dài vừa rồi và áo dài này là của áo dài eo Việt ở ngoài này. Có thể là của thủ đô Hà Nội mình ha. Nếu quý vị theo dõi những cái số chương trình Xuân Phát Tài gần đây thì gần như chương trình nào của Xuân Phát Tài, Jenny cũng kết hợp để mặc những chiếc áo dài. Tại vì mấy khi mà được diện chiếc áo dài đâu, ngoài những dịp Tết trong năm thì thường là sẽ có những dịp để mình đa dạng hơn. Nhưng mà phải nói rằng là phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ luôn tỏa sáng và mang đến cho mình một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt khi khoác lên mình chiếc áo dài, đúng không anh? Trong chiếc áo dài của Jennifer Phạm, chúng ta cảm nhận được sự cổ xưa và sự cách tân để theo cái đà phát triển của xã hội. Thì câu chuyện xảy ra cũng vậy. Bây giờ là tình yêu của thời A Cồng, của tuổi trẻ, và tình yêu hồi xưa cũng là yêu nhưng rất khác nhau. Ngày xưa tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nắm được bàn tay của người yêu là một chuyện không dễ chút nào hết. Còn hôn người yêu là một cái chuyện có thể nói là không thể. Nhưng mà ngày nay thì không biết Jennifer Phạm thấy như sao ạ? Anh ơi, đó là thời xưa, thời của anh, và có thể còn kéo dài một tí đến thời của em thôi. Chứ em thấy bây giờ các bạn trẻ khi yêu phải nói rằng là họ sống cho theo cái châm ngôn là thích là phải nhất. Vì nghĩ rằng có khi chậm một giây thôi là mất nhau cả đời, quý vị ạ. Thưa quý vị, và một nhóm nhạc rất đáng yêu từ sáng tác những tác phẩm cho mình và cũng tham gia chương trình ngày hôm nay, Thanh Bạch và Jennifer Phạm xin mời quý vị thưởng thức liên khúc Thanh Xuân và Một Nhà do nhóm Da Lab trình diễn. Một tràng pháo tay cho các ca sĩ trẻ quý vị nhé. Hôm nay
thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đôi môi, mang một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua. Anh sẽ đêm quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bao lo toan buồn bề vẫn đang ở nơi xa, khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông chân ta dùng bước, và tất cả những niềm mơ phía trước chỉ cách xa là chỉ có đôi ta, những người chỉ có đôi ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu hiệu ban đầu, những âu lo cứ thế ngờ qua tay. Ta thêm lần đôi người và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế nhẹ trôi, dẫu em vài lần luyến tiếc, màn đêm kéo những mộng mơ, níu anh vào sâu mắt em. Chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức, cả thanh xuân ta đã dành cho nhau. Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơ như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đang bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần còn lại vẫn chẳng kịp chờ tại em đến cuối. Cố viết lên chữ đời đến khi chỉ còn một điều để nói, P.S. I love you baby. Bình yên ghé tháng chiều này, tuổi thanh xuân tô trời mây, bút tia nắng anh nhẹ mang vào trong lá thư. Vì những bơ ngỡ trao về nhau, giọt nước mắt đôi tay khẽ lầu, và cho vụng về trao ta như lần đầu. Đưa em về thanh xuân, về những dấu hiệu ban đầu, những âu lo cứ thế ngỡ qua tay. Ta thêm lần đôi mươi và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Đưa em về thanh xuân, về những dấu hiệu ban đầu, những âu lo cứ thế ngờ qua tay. Ta thêm lần đôi mươi và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Về một nhà khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi ai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn bình mắt ngày sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Nếu lúc này anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh, nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Để lúc này ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta khó dầm mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa là trên xe lắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Giờ đây chung trời mây, ta cùng đón tương lai. Tay cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù rằng khó dầu mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thấy nghe sâu cơn mưa chưa sẽ nắng lại. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà.
chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi tim mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi tim mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hai ca khúc mà kỷ niệm của quý vị nào rất là yêu âm nhạc trong những thập niên trước đây. Thưa quý vị, không phải là trên sóng truyền hình mà là trên sóng phát thanh, nhưng chương trình này cực kỳ được hấp dẫn bởi vì bầu chọn từ khán giả 10 ca khúc hay nhất và những ca khúc xuất sắc nhất của năm. Đó là chương trình Làn Sóng Xanh. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi cũng sẽ được tuyển chọn ra hai ca khúc mà được rất nhiều khán giả yêu thích. Đó chính là ca khúc Tình Cờ và một nhạc phẩm của nhạc sĩ Bảo Trấn mang tên Một Ngày Mùa Đông. Đôi song ca Quang Hà, Giang Hồng Ngọc tiếp nối chương trình đêm nay. Tiếng hát bóng cất cánh trong tim tình cờ, tình yêu như tiếng sắt bóng giang xuống nào ai có ngờ. Phút trao chung lời ca, phút trao chung lời thơ, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng ánh nắng chiều ấm áp tim ta tình cờ. Tình yêu như gió xoay bóng quan lỡ lòng ai có ngờ. Vút trao chung lời ca, vút trao chung vần thơ, tình yêu như thế cứ đến như đã hẹn bao giờ. Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng một ngày trời không biển xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bước cò này giọt sương đã ta, bước thêm này còn in dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, là hoa thu sang này đã úa tàn. Giờ đây anh biết, em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết, anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em. Giờ đây em biết, em biết đã mất anh rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi, lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mơ. Ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi,
trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em. Tiếp nối chương trình, tiết mục hài mang tên Ô Xin Ngày Tết, tác giả kịch bản Mai Long, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ Hồng Vân trong vai bà chủ, nghệ sĩ Quang Thắng trong vai con trai của bà chủ, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền trong vai cô giám đốc, Thái Sơn trong vai người phục vụ thời 4.0 và nghệ sĩ Xuân Hinh trong vai Ô Xin. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dioasimin, tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon. Dioasimin, tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon. Dioasimin giúp cân bằng đường hệ vi sinh đường ruột và cung cấp axit amin và vitamin của nhà bé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bioasimin Gold được các mẹ tin dùng suốt hơn một thập kỷ, giúp bảo vệ trẻ khỏi rối loạn tiêu hóa, biếng ăn. Bioasimin, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. Info, vẻ đẹp từ chất lượng. Đến khi mà My nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc làn da từ sâu bên trong, bổ sung collagen hàng ngày cho cơ thể. Và vị cứu tinh của My chính là HD Collagen Drink. Với thành phần chính là collagen peptide 11.000mg, có chất xuất từ cá, mầm hoa sen, cây tầm xuân và hoa hồng, HD Collagen Drink có dạng nước giúp hấp thụ gấp 3 lần so với dạng viên uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Sản phẩm này có vị đào, thơm ngọt và cực kỳ dễ uống. Bật mí với các bạn là chúng ta nên sử dụng collagen này từ 30 cho đến 60 phút trước khi đi ngủ vào mỗi tối, sẽ giúp cho sản phẩm này hấp thụ một cách tối ưu hơn. Chỉ sau khoảng 3 tháng sử dụng thì My đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Và đặc biệt là My còn được biết là sản phẩm này còn giúp tăng dịch nhầy cho các cơ khớp, giúp cho cơ thể trở nên hoạt động dẻo dai hơn. Sản phẩm HD Collagen Ring được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, được phân phối độc quyền bởi công ty Nhật Vi. My đã tin dùng, còn bạn thì sao? HD Collagen Ring giữ mãi tuổi thanh xuân. Nguyên Đình mê mỗi món ăn ngon, yêu từng không gian tiệc. Tôi bị suy da xanh sao, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, người mệt lắm ông ạ. Ông dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thật Vương đi. Theo khảo sát của tạp chí Kinh tế năm 2021, 92,9% người được khảo sát hài lòng và rất hài lòng với Ích Thật Vương. Ích Thật Vương dùng cho người bị suy thận. Sau thời gian mua và sử dụng sản phẩm Kaitasi KS268 thì Vương Anh thực sự hài lòng. Không chỉ cơ bắp được thư giãn mà các mạch máu trong người cũng được lưu thông. À, không biết mọi người như thế nào chứ Hồng Sơn thường xuyên là ngủ quên trên ghế massage. Cái taxi, bàn tay massage bậc thầy. Thank you.
tiếp đi, tao đã uống nước đâu. Không. Mừng. Cái gì? Tôi bảo ông tiếp đi. Đã đang hứng khởi thì ta tiếp luôn đi, lại còn cứ dừng dừng làm gì. Thôi thì đố nhá, đố này. Bây giờ đố là Xuân Hinh là một người đàn ông cởi chuồng đi. Ông này tết nhất thì sao ông lại cứ thích nói những cái chuyện mà nó không có ra cái gì cả. Sinh ra gọi là trần như nhộng luôn. Xong tự dưng rời rét như thế này. Mà xong tôi nhảy toàn vào phát trong ao. Đấy, thế thì bây giờ cái này nó tương ứng với cái câu gì của các cụ vậy? À, đang đố tôi hả? Đố cả sao tôi? Ồ, nếu mà Xuân Hinh mà không mặc quần áo mà nhảy toàn một phát xuống ao thì cái hình ảnh đấy ấy, người ta lại liên tưởng đến cái câu người ta câu gì gọi câu là gì chim sa cá lặn. Ui, quá giỏi quá. Đúng không? Quá giỏi. Chính xác. Bà quả nó uyên bác. Tiếp luôn. Tiếp. Thế vẫn là Xuân Hinh không mặc quần áo gì. Vẫn gửi chuồng. Vẫn thế mà không nhảy xuống ao mà lại nằm áp xuống mặt đất thì nó tương ứng với cái câu gì? Mẹ này nằm áp xuống mặt đất thế này bó gầm lắm nhỉ. Mẹ đố hoái hoàm thế này. Nhanh thua rồi gì? Mẹ đất lành chim đậu. Có phải bác? Mẹ đất không. Bác để các bác đừng vỗ tay đập vào mồm em thế. Đất lành chim đậu. Giỏi. Đất không lành là đất nó nhậu ngay chim. Bạn có mà nhậu được. Ôi giời. Tiếp đây này. Ai tiếp? Tiếp đi. Ai tiếp đây? Đến ông. Ừ. Thì vẫn là Xuân Hinh, vẫn cửa chuồng. Nhưng mà có một cái lịt buộc cái này để cho nó đỡ ấy. Thế xong rồi mẹ rời rét căm căm thế này nị. Nằm bo ra một cái tấm đá. Tấm đá này. Thì tức là không nằm xuống dưới đất mà lại nằm nằm đá trên cái tảng đá. Nằm đè trên tảng đá luôn. Ờ. Đấy. Thế tương ứng câu gì? Nói mẹ nhanh lên. Trứng chọi đá. Quá tuyệt vời. Mẹ chọi cả cặp. Em ơi, này, thế tiếp luôn nhá. Cũng vẫn là Xuân Hinh. Chả biết buồn chuyện gì mà không mặc quần, không mặc áo, tự dưng đi lên một cái ngọn núi cao chót vót, có một mình thôi. Thế xong đứng dương cánh lên này này. Thế đứa nào nó ghét quá, nó đổ sơn trắng nó từ trên đầu xuống dưới chân. Thế cái hình ảnh đấy người ta liên tưởng đến cái con gì? Mẹ bà rắc chỉ lại con chim rồi ấy gì. Bà cứ tưởng tượng ra chim thì. Nhưng mà nó phải chim gì? Chim trắng mồ côi. Giỏi thế. Tình anh như con nước, con sông dài. Con được về cho cây trái cho bông. Tình em như lúa xanh trên đồng. Anh bên bồi em bên lá mong chờ. Sao cái mắt ông nhìn nó cứ đĩ đĩ kiểu gì ấy? Mắt lại cứ nhìn người ta hau háu ấy. Vẫn. Này. Bà ơi gió về bà biết nhìn cánh hoa đào là thấy xuân lộc vương thay áo quấn vàng tươi chiếu cây một bầy chim truyền hót đâu đây đời tôi mãn nguyện vì có ông tựa như cánh diều gặp gió đông dù cho năm tàn đi sắc xuân may mà vẫn còn lung linh. Ôi giời lung linh cái gì? Xưa nhô lên cao nhìn giống hay quả núi nay tan đi đâu chảy xuống bên đầu gối. Chúng ta giống nhau vì sắp xa thế nhân trông sao tuổi già trông sao thời gian. Có ai ở nhà không? Ai tự vào nhá. Ai đấy? Ai chả biết ai vào ai nó nói cái gì đấy vậy? Đứa nào đấy? Đứa nào đấy? Ủa cái gì?
năm hôm thế nhỉ. Bình minh ơi dậy chưa? Chưa. Ôi giời. Nhà đang kiếm ô xin phải không? Tôi đang như dòng sông thấy cô đơn và lạc lòng. Hôm nay tôi vào đây để tôi nói với ông bà một câu. Ông bà hãy nghe tin một lần. Thằng nào đấy? Bà hỏi tôi chứ biết hỏi ai. Mẹ nó sộc vào mẹ lắm hâm lắm. Biết là mẹ thằng nào. Ngoài kia lúc lấy thấy ba đôi khoác vai nhau cứ đi thế này hâm này. Đi ra lại một thằng, hai đứa ngoài kia cứ thế đi. Mày mày vào nhà phải có chủ, vào chợ có bảo vệ chứ mà sao mày đi vào không chào hỏi ai. Mày sẽ... đấy, chết. Hồi hộp quá cháu quên. Thế thì để cháu chào chứ có cái gì đâu mà. Good morning lady and gentlemen. À, được mẹ chưa? Mày đụng đụng hàng tiếng Anh thì 1 2 3 4 5 6 7 8 10 thank you very much. Vuốt tóc sờ ti. Bác ơi, à mày. Vuốt tóc sờ ti là sờ ti. Bác sờ ti ai? Mẹ mày đụng hàng bác rồi. Đâu mà bác sờ ti, sờ ti. Điên mẹ đi. Cháu chào thôi mà. Tiếng Anh. Được rồi, để đây tôi dịch cho nó để nó hiểu. Tức là ông ấy mời cháu ngồi, ngồi đi rồi cháu muốn nói gì cháu nói. Không, không. Cháu đến đây không phải để ngồi. Nói thật sự với bác là cháu đến đây để cháu tuyển ô xin, chứ cháu không phải đến đây để cháu ngồi. Thì cháu cứ nói đi, cháu bình thường thôi, cháu làm gì cháu phải la hét lên như thế. Thì bác... Cháu đến cháu tuyển ô xin đúng không? Và... Cháu nghe cái này trên mạng à hay sao? À vâng. Sao mà cháu biết nhà bác tuyển ô xin? Cháu đọc được thông tin ở trên mạng mà cần tuyển ô xin cháu mới đến mà bác trai bác ý, nóng tính quá. Không thì thôi cháu cứ ngồi đi, thế rồi mày sao? Cứ ngồi đi mày xong rồi... Khỏe mạnh thế mà lại đi làm ô xin. Làm ô xin, nghề nghiệp thế nào? À, nghề nghiệp để cháu trình bày. Chuyển ô xin phải đơn giản đó, phải trải qua mấy vòng chứ đừng có vớ vẩn. Bác cho cháu trình bày nhá. Mẹ. Rồi, cháu nói đi. Là ngày trước cái cháu làm văn phòng. Nói thật sự là cháu tìm hiểu kỹ thị trường rồi. Nói đúng là làm văn phòng ấy, lương thì ít, đít thì rất dễ mọc hoa. Rồi, ăn mặc thì sang trọng thế này mà ở bẩn thế. Sao lại hoa cỏ lại mọc từ dưới mọc ngược lên thế hả cháu? Bác hay, bác biết một mà bác không biết hai. Mọc hoa ấy có nghĩa là hoa trĩ. Trĩ. Ngày thôi. Xưa cháu làm văn phòng đấy, cháu sợ là cái nguy cơ bụng to, cái khu áp suất dưới này nó mạnh. Bụng bụng này này này, bụng to là lò xo nó rụt. Cái lò xo thì nó liên quan gì đến cái trĩ? Vớ vẩn, để đấy cho cháu nó nói ông này. Bác để rồi thì cháu nói đi. Đấy là sợ bị trĩ. Mà làm ở ngoài ý, thì nói thật sự là cháu nắng gió là cháu không chịu được. Cháu cứ phải làm ở cái chỗ nào ấy mà nó mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Khôn thật. Thế là cháu mới phát kiến ra cái thị trường béo bở bây giờ vẫn phải là ô xin. Phát hiện ra đấy. Thế thì xem bằng cấp nó thế nào? Bằng cấp, ta hỏi xem mà. Có học, có hành không? Học hành gì thế nào hay là hết lớp 12 thôi? Cháu á? Ừ. Cháu tốt nghiệp thạc sĩ ở bên Mỹ. À, Mỹ Đình hay Mỹ Thoa hay Mỹ Hào? Hay là Mỹ gì? Mỹ gì? Này, bác đừng có mà xúc phạm cháu nhá. Bố mẹ cháu cho cháu đi ăn, đi học đàng hoàng, học ở bên Mỹ, là bên American. Bác thì cứ bẻ sang Mỹ Đình, Mỹ Hào. Này, cho nói cho mày biết này. Cái thằng bố con mẹ mày cho mày sang Mỹ, mấy năm rồi là ít nhất là hết 7 tỷ. Nhà tao có người đi Mỹ tao biết rồi. Thế sao không học xong ở bên đấy làm việc kiếm chắc để mang về cho đỡ bố mẹ thì đâm về đi làm cái nghề ô xin như thế này. Mày là cái thằng con mất dạy. Ô xin nó là đam mê của cháu. Cháu ơi, cháu đam mê làm nghề ô xin à? Vâng. Thế tại sao cháu không bắt đầu từ trước khi mà cháu lấy 7 tỷ của bố mẹ cháu đi học? Chứ cháu làm thế khổ thân ông bà. Thế học xong rồi bây giờ lại quay ngược trở lại làm xuất phát điểm từ đầu à? Ôi. Làm mẹ ô xin từ đầu có phải đỡ tốn tiền không? Hai bác chưa hiểu rồi. Thời buổi công nghệ 4.0 nhá, người nghèo thì không bao giờ thuê ô xin được, chỉ có người già. Già cái bà là xà xà. À. Già tao già toàn hết của mày sao mày chỉ thẳng vào mặt tao mày bảo tao già đấy. Ai già đây? Người giàu, cháu không nói bác.
nó bảo người giàu. Người giàu người ta mới có khả năng để thuê Osin. Bởi vì nhà giàu ý, bây giờ người ta dùng máy, người ta lau. Đấy, rửa bát người ta cũng dùng máy, máy giặt người ta cũng dùng máy. Bây giờ không giặt tay nữa rồi, mà thậm chí tẩm quất massage nhá là người ta cũng dùng máy. Đấy, mà chỉ có chúng cháu là những người cập nhật được công nghệ 4.0. Chúng cháu linh hội được cái đó. Cho nên chúng cháu là phù hợp nhất ở cái thời đại này. Gọi là gì? Everything in your house. Ở đây cứ phải để cho it's me do it. Dạ, đấy nó lại nói tiếng Anh. Nó nói cái hiểu gì không? Nó bảo tất cả mọi chuyện trong nhà này để nó làm. Bà giỏi nhỉ? Bà dịch giỏi đấy. Ừ, cái này chắc thằng Thắng nó thuê rồi. Ờ, thế thì nhưng mà tại sao là cháu lại cứ phải đâm đầu và cháu làm ở nhà bác thế? Ôi giời ơi, đây nó là cái plan lớn của cháu mà. Cháu khẳng định với hai bác nhá. Xu thế tới đây là người ta sẽ tuyển toàn Osin 4.0 như chúng cháu thôi. Thay đổi hết toàn bộ Osin cũ thôi. Hai bác có hiểu không? Ai bảo mày thế? 4.0, cháu khẳng định như thế. Đó là xu thế à? Vâng. Thế nhưng sao mày cứ phải chọn chúng ta để mày đâm đầu vào đây mày làm? Vì hai bác già rồi. Mắt nhìn không rõ, tai nghe không tỏ. Đấy, cháu vào nhiều khi cháu nhặt nhạnh tí chứ. Này nhá, bố mày không nghe được chữ trên nhưng nghe rõ ràng cái chữ nhặt nhạnh nhá. Không, mẹ không. Nhặt nhạnh nó vào đây định ăn cắp đâu mà. Ôi rồi ôi, cả đêm ông không ngủ đây đâu mà thời gian mà ăn cắp. Ông ý là... Mẹ không, ý là hai bác mà nhận ông cháu vào đây không? Là rác rửa xung quanh nhà là cháu nhặt nhạnh, cháu dọn dẹp thôi. Xuân Hình tiễn khách. Thế cho mày biến mẹ đi, ở đây nhiều mà. Này, tao nói cho mày biết nhá. Tự giới thiệu bản thân luôn đi. Mẹ, tao nói cho mày biết là tao đây này. Sao? 4 năm làm Osin rồi nhá. Ôi. Tao là thằng Osin đây này. Bây giờ bắt nghiên cứu đi. Ra 4 năm rồi. Mày định vào đây để mày đá vào lưu cơm của tao à? Ừ. Mẹ, bác mày ông là Osin đây này. Bác đùa thế không có duyên. Đùa kiểu thiểu năng. Mẹ, mà tao đùa. Tao đùa. Bố mày điên lên mà có giời còn bé. Bác nhá. Cháu nói cho bác biết nhá. Ờ. Từ nay cháu vào đây ý là cháu thấy bác không tôn trọng cháu đâu nhá. Bác không thuê thì thôi, cháu đi chỗ khác chứ làm gì mà bác cứ hùng hùng hổ hổ. Bác định đánh cháu mấy lần rồi. Thì mày đi, cháu thì mày đi. Cháu thành viên công nghệ cơ mà. Thì mày đi. Cháu không, mày... bây giờ bác không thuê thì thôi. Bố mẹ cháu cho cháu ăn học 7 tỷ bây giờ vào để tuyển bác thì không nhận. Nếu mà bác cứ dè biểu, không nhận thì thôi. Là mẹ nó xin từ đầu đó, phải mất tiền. Kệ cháu. Biết mẹ cháu mày. Đi chỗ khác đầy, cháu bán cái bản quyền trí tuệ này của cháu sống cả đời cũng hết. Osin 4.0 nhá, bác nhớ cái điều này, sau này hai bác sẽ phải ân hận về cái điều này cho mà xem. Cháu cả bác gái nữa. Bác lạy cháu, bác nói thật cho cháu nhá. Bác nhìn thấy cháu là bác có một cái linh cảm không tốt rồi. Linh cảm gì ạ? Cái mắt của mày thì dài dại mà nó cứ thâm quầng thế này này. Mày mà làm việc ở đây ấy, có khi mày ăn cả chủ ấy. Ôi trời ơi, bác ơi. Trời ơi, cháu. Cháu khẳng định luôn là cháu không ăn được hai bác. Kể cả bác trai lẫn bác gái. Cháu chỉ ăn cơm, ăn gạo, ăn thịt, ăn thán, rau, ăn này, quả này, thôi. Này bà. Không ăn được hai bác đâu. Tôi bảo này, cái giống hâm nó ăn khỏe lắm đấy. Thôi cháu đi về đi, bác không tuyển nhá. Bọn nhà bác không cần tuyển, đây có ô xí. Đi 4 năm rồi. Trí tuệ 4.0 thế mà hai bác không nhận à? Không, mời cháu về, nhanh. Biến mẹ đi, biến mẹ đi. Cái giống hâm này. Không làm sao ấy. Không biết trân trọng trí thức. Thôi cháu đi về. Nhanh phấn khởi đi về. Phấn khởi. Sau này bác sẽ phải hối tiếc chứ mà xem. Hối tiếc cái gì? Này bà không tuyển bọn hâm, nhưng bọn hâm ăn khỏe lắm. Xuân Hình, ngồi xuống đấy. Ông ngồi xuống đây tôi nói chuyện với ông một tí. Bà bỏ cái gậy. Ông cứ ngồi đấy. Bây giờ tôi hỏi ông, cái nhà này á, tôi làm chủ hay ông làm chủ? Thì tôi làm chủ nhưng mà bà quyết. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi để ý bao nhiêu lần rồi. Cứ ai lạ bước chân vào cái nhà này là ông cứ cố tình ông chứng tỏ với người ta là ông giống như là chủ cái nhà này. Thậm chí ông còn muốn người ta phải hiểu lầm là giống như ông là chồng của tôi. Tôi nói thật với ông ấy, ông vừa phải phải thôi. Cái kiểu của ông thế cho nên thằng Thắng con tôi nó mới đi nó tuyển Osin khác đấy. Bỏ cái thói đi nhá. Mà cái thằng Thắng ấy, nó chả biết thương mẹ gì cả. Thuê Osin thì hoặc là thuê hẳn đàn ông, hoặc là thuê hẳn đàn bà đi. Lại cứ 50-50 thế này thì có mở. Thật, cứ là xăng pha nhớt rồi nước mắm pha xì dầu ấy này. Chán lắm. Tôi nói thật với ông, có những đêm ấy, khoảng 2-3 giờ sáng, tự dưng tôi thấy nhớ ông ấy.
tôi mở cửa tôi định đi tìm ông đấy, xong rồi tôi lại thấy ông cứ đứng ở trước gương, xong ông lại cứ thế này, cứ thế này. Ôi trời ơi, tôi hốt hoảng đấy. Thế bây giờ ông nói thật cho tôi biết đi, ông là ai? Who are you? Xuân Anh, thế anh là cô gái hay chàng trai? Ừ. Thế sao không cho mắng bây giờ? Nhưng mà bây giờ là cái việc tôi làm bố xin ở nhà nhớ bà, cái việc vệ sinh cá nhân là bà tự làm, bà có cho tôi dớ vào người bà đâu. Ủa? Có sờ soạng gì được đâu. Sao phải sờ vào người tôi thì mới chứng tỏ được đàn ông? Tỏ được đàn ông nó có phải sờ vào chứ không. Bây giờ cái tuổi này rồi, thú thực với các bác, tuổi già là như lá mùa thu, cái răng thì rụng mà cái chu là quên mẹ là cái chân thì mềm, nhìn thấy đấy mà vẫn thấy thèm, nhưng mà cái chân bất lực là chỉ xem không làm. Thì ta cứ phải thử thì mới biết chứ này, tranh thủ lúc người ta còn son sắt thế này thì cứ mạnh dạn mà phấn khởi mà thử đi, được phát nào thì hay phát đấy. Thôi bà, tôi nói thật với bà là tôi nhìn bà tôi kinh lắm. Mặt thì mẹ nhăn như quả táo tàu, mặt thì như con giò con dại, cái mồm thì thổi lửa, mà cái con cá dọn bể, thế nhìn thấy nó bà nó phải gọi bà bằng cụ luôn ấy. Thì sờ vào này đấy, này làm gì? Da nhăn nheo ở chỗ nào hả? Mồm cá chép ở chỗ nào? Đây, này, bảo phải đụng chạm thì mới có. Này, thế đã 12 giờ được chưa? Này, này, đấy. Thôi. Xúc phạm, thật đúng là thật. Thôi, nhìn thế, ái quá. Trông thế thôi, nói vui thế thôi. Còn đàn ông nói ghét là yêu à. Đàn ông nói yêu là ghét nhá. Thôi nhá. Thế nào là sao phì cái nào? Thế nào? Ồ, thế tôi thế nào? Thế thương lắm. Có thơm. Thật thế không? Hạt nào thơm cái nào? Chụp ảnh cho phì cái nào? Sao phì? Để các bác ở dưới kia, bác cái chụp ảnh có cho phì cái nào? Ừ, cho phì nào? Trời ơi! Trời ơi! Con chào mẹ. Thằng con. Thế sao mẹ bảo mẹ không có tuổi hồi xuân hả? Mẹ làm gì có? Thì mẹ bảo với con là ngoài bố con ra không có chàng trai nào thò được cái bàn chân lông lá vào trái tim của mẹ. Không thì đã ai thò đâu. Bây giờ con đi làm về, con đã chắc thì có hột cơm nào vào bụng đâu hả mẹ? Nấu cơm cho Thắng chưa? Nấu cơm cho Thắng chưa? Nấu cơm này anh Thắng này. Tôi bảo mấy anh này. Dạ. Anh cái thứ nhất là anh là người có học, có trình độ nữa, làm ăn phát đạt. Mà anh cái ngoại giao của anh kém lắm. Anh vào nhà phải có chủ, vào chợ phải có bảo vệ. Nhà này chết chủ đâu mà anh không có chào hỏi gì ai. Ô thế con chào chưa? Con chào rồi, con chào mẹ rồi. Chào mẹ rồi, nó chào rồi. Thế anh chào mẹ thì anh không chào tôi à? Anh đừng coi thường tôi. Tôi nói cho anh biết nhá. Tôi làm ô xin, tôi trông nom cái dạ dày của mẹ con nhà anh đấy. Đừng có coi thường tôi mà ra chợ mua rau ấy mà tôi cứ mua rau bẩn, tôi bảo rau sạch. Làm mẹ gì tôi? Nấu ăn nhá, đun xong tôi đổ cho hai cốc nước lã vào nhá, là mẹ con nhà anh đi cả đêm mà cái dạng đít to thế này là ngồi phẹt trong đấy tận sáng không vào được. Ừ, quá khổ quá đi, bây giờ xin lỗi. Thôi bây giờ bố Hình khoanh tay vào xin lỗi ông ấy đi. Con xin lỗi bố Hình. Ừ, bố giờ bố mọi việc bố bỏ qua con cái, bây giờ này việc rất quan trọng đây, sếp con sắp đến đây chơi. Bây giờ làm sao bố lo cho con cái nồi lẩu thật ngon vào nhá, thật ngon vào, tí nữa sếp con đến đây bây giờ. Sếp thắng đến ấy. Nhưng mà tôi nói mấy anh hôm qua rồi, anh nhớ chưa? Là hôm nay là tôi về, tôi thuê xe rồi, hôm nay tôi, 30 Tết tôi phải về, các cụ cần nghe tiếng nói của tôi. Sao lại về? Ôi thế sao bác, năm. Bác xin con lại cho bác về? Đâu mẹ, bác Hình bác cái điều ấy, con nào con cho bác ấy về, bác ấy xin con bảo không được. Bác phải ở lại đây với con là phục vụ mẹ con ngày Tết. Thế con có cho bác ấy về đâu? Đấy, đấy nhá. Con nói mẹ nghe. Người ta thì trả lương là tháng thứ 13. Con trả bác Hình hẳn tháng lương thứ 14. Cái tiền bác cầm chưa? Cầm rồi, nhưng việc về vẫn phải về. Thế
bây giờ trả lương bác tháng thứ 15 này, bác có cầm không? Cầm, nhưng vẫn về. Nhớ chưa, khi này ta vẫn về, ta bắt ta là rồi. Tôi đã xin anh rồi, là tôi đã xin anh. Xin trước bao lâu rồi, từ ngày 30 tháng trước. Nay tất niên tôi về nhà ăn cây Tết ăn lành. Một lúc tôi đã xin anh rồi thì anh hãy hiểu cho tôi. Con cháu đang mong chờ miền quê chứa cha đơn tiền. Tôi cũng xin ông rồi, là tôi đã van xin ông. Ông nghĩ như thế nào mà đành về quê ngày Tết? Tôi vẫn đang đi làm thì ông phải chăm mẹ già. Tưng bừng nhà ai cũng vui lâng lâng. Xếp tôi ghé qua bây giờ thì tôi biết sao xoay vần. Hảo Nghinh, tôi uống gụm nước này, đi đấy, xong này, làm nào để cứu thắng đi. Này này, xếp đến mà thôi. Con bà nó cứ nó định nhai xương tôi đấy. Không, nó định giết tôi đấy mày. Con ơi, 7 triệu vàng một tháng nó gầm gừ cho nó. Thôi. Ai mà dám nhai ông mà gớm. Đấy đây, bố. Con xin bố, được chưa? Bố làm gì thì bố làm. Bố cố gắng bố giúp con nồi lẩu, được nhá. Thế là mai bố muốn về quê đúng không? Con sẽ lấy xe ô tô, con chở bố về quê. Hương hỏa gia đình xong cái là con lại chở bố lên đây luôn. Thôi thế này nhá. Nấu lẩu thì được, nhưng mà ô tô mới tích chứ là tự động nhá. Bây giờ là nếu tôi đi xe của nó giữ tôi ở lại, nó không cho tôi về là tôi chết. Mà nó lại giữ tôi ngủ, mày ngủ cùng mày, mày ngáy thì chết mẹ tao. Không có được, thế nên là em bắt xe rồi là em về. Bà hiểu không? Nồi lẩu thì sao? Nấu. Bây giờ nấu luôn. Nấu luôn. Thôi cứ cho xong cái nồi lẩu đi con ạ, rồi tính tiếp đi. Đi vào nấu thế cho thắng. Được rồi. Nhanh lên. Cầm nhanh. Cái áo vào. Chứ mà tao nấu xong rồi tao ra nhá. Mày đừng có quay thường cô xin nhá. Nhanh lên, cầm cái chổi vào, nhanh. Cầm gừ mẹ. Mày coi thường ô xin à? Ai chăm cái dạ dày của chúng mày? Ông đổ bố mày nước lạ lớp vo gạo vào mồm. Cho mà ăn uống nhổ. Mày chết mẹ mày. Tôi bất tuổi. Điền lắm ơi. Nhá. Mà ăn chứ. Không vì mẹ tôi nhá. Tôi đập một phát ông chết luôn nhá. Đấy, chính vì thế nha, tôi nói cho ông biết nha, tôi mà tuyển được ô xin nhá, mà tốt hơn ông cái đúng lúc đấy đừng có trách tôi nhá, tôi nói cho ông biết, đang tuyển đấy nhá. Rồi ôi, thời buổi ô xin lên ngôi, có tiền mà không làm gì được cái này. Tiền không làm gì được, nhưng rất nhiều tiền thì lại rất làm được gì. Ôi, sếp ạ, ôi, dạ. Mời sếp nào ạ? Còn em đây này. Là ngọt ngào. Sex lady. Sếp à. Sao mà thắng lại run thế nhỉ? Dạ. Sếp ạ. Báo cáo sếp là tật của em nó thế. Em cứ nhìn thấy gái đẹp một cái, à không, em cứ nhìn thấy người con gái đẹp một cái là em cứ rối tinh lên đấy. À, mời sếp ngồi. Dạ, mời sếp ạ. Này, hôm nay mới đến thăm nhà đấy nhỉ? Vâng. Đẹp quá. Trong công ty mình ấy, có mỗi thắng là tôi quý nhất đấy. Vâng. Anh có nhận thấy cái điều ấy không? Đã đúng là biết. Tôi là tôi rất ưu tiên. Dạ. Và hôm nay cuối năm tôi là chạy xô ăn tất niên. Thế cho nên là... Đâu rồi lẩu, tôm hùm, tôi biết cái thứ bỏ ra đấy. Ta ăn xong ta còn đi. Sếp ơi, sếp chờ tí. Hôm nay cái ông Ngô Xin nhà em dở trứng đòi về quê. Ông Ngô Xin? Vâng. Úi dồi ôi, trần đời tôi chưa bao giờ tôi thấy Ngô Xin là đàn ông cả. Có mỗi nhà thắng có thôi. Đấy, thế chứ. Nhưng mà ông này ông hay lắm sếp ạ. Úi dồi ôi, mẹ em lại mến tay mến chân ông ấy. Ông ấy chăm lo cho mẹ em tuyệt vời luôn. Này này. Dạ. Ô Xin là đàn ông mà mẹ lại mến tay mến chân là gay đấy. Sao gay ạ? Tôi nghi lắm. Nghi gì? Có khi sang năm là
bà có em bé không? Ui rồi ông này ông tuyệt vời lắm. Ông ấy trên thông thiên văn mà dưới tường địa lý. Ông ấy có một cái nét rất là khỏe mạnh của đàn ông, nhưng lại có nét dịu dàng yểu điệu thục nữ của người phụ nữ Việt Nam. Đấy. Mà ông ấy kiểu sợ như là công công ấy. Đấy. Công công à? À? Thế là Thái Thái đấy. Thái. Không không, ông này không phải là tên là Thái mà không phải là người Thái Lan. Không, Thái có nghĩa là Thái giám đấy. À, giám. Công công là Thái giám rồi. Thái giám à. Ừ, thế à. Cho ông ấy thêm tiền mà giữ ông ấy chứ. Tết nhất để cho ông cụ về thì ai chăm bà? Em cho rồi. Cho cái tháng lương thứ 13 đi. Ui giời ấy. Thậm chí em cho cả tháng lương thứ 16 rồi. Nhưng tiền vẫn cầm, nhưng vẫn đòi về. Ê. Ôi trời, tôi chết. Thế là bây giờ ô xin họ chảnh chọe đấy. Vâng. Hiếm người mà. Đúng rồi. Thế có khi tí nữa thắng thỉnh ông ấy ra đây cho tôi. Thỉnh. Cái người này là hay đấy. Tôi vâng. Nghe là tôi thấy thú vị. Dạ. Biết đâu tôi lại thuyết phục ông cụ ở lại được. Ừ. Ôi dồi ôi, thế thì hay quá. Thế... sao lại bật bật như thế? Rồi, xin lỗi. Tôi tôi đặt cái chế độ rung mạnh quá. Ôi dồi ôi, cái điện thoại của sếp. Xin lỗi tí nữa. Mình có điện thoại. Khổ. À, thầy. Thầy con đây. Dạ. Ôi trời ơi, con gái của thầy thế nấy mà thầy không nhận ra. Con hiền, con xanh xanh dờn con của thầy đấy. Vâng, thế không không, con không về quê ăn Tết năm nay. Mấy năm rồi năm nào cũng thế, năm nay con cũng không về. Thì thầy cứ đi chơi đi, cứ đi du lịch đi. Thích chỗ nào thầy đi chỗ đấy, không phải nhớ nhung gì cả. Nhớ. Mà năm nay con không về ăn Tết, con quyết định rồi con không về ăn Tết. Thôi con xin phép thầy, bây giờ con đang phải ký cái hợp đồng với đối tác. Ông cụ nhà Hiền hay lắm. Ừ. Eo khỏe nhá. Ừ. Yêu đời, ừ. Yêu thơ văn. Mà thích nhảy đầm. Ôi sướng lắm. Ông cụ đi chơi suốt 4 năm nay rồi. Không có một năm nào bố con nhìn đến mặt nhau cả. Toàn gọi điện thoại thôi. À. Mà cái sướng nhất là biết thế nào. Nhà tôi không phải thuê ô xin. À. Ông cụ nhà tôi thích lắm cơ. Không phải thuê ô xin. Đấy. Cái đấy là nan giải lắm. Ừ. Thế thôi theo, theo ý các cụ. Thỉnh ông cụ ra đây. Thỉnh ông cụ ra đây để tôi nói cho. Mời ra luôn ấy. Ừ. Rồi. Mời luôn. Úi dồi, ra rồi. Đây đây. Đây tôi dặn nhá. Đi trên xe là tuyệt đối không có được mở cái khẩu trang ra nhá. Cứ đeo kín đến lúc về. Còn cái kính á thì cứ đeo để cho nó đừng có bụi vào mắt, có hiểu chưa? Mẹ. Ờ. Xin giới thiệu với mẹ. Bạn con ạ, sếp con ạ. Ôi dồi ôi, chào cháu. Nói chào bác. Bác Hình ạ. Dạ, giới thiệu với bác, đây là bạn gái cháu ạ. À. Chào bác đi về. Dạ, con chào bác. Dạ, cháu chào bác. Đây, bác đấy, bác. Dạ, dạ. Chào anh chị, là tôi xin phép là tôi về quê. Ô, về quê. Bác ở trong Huế ra đây à? Dạ, nói ra Huế. Dạ. Ông ấy thích ở, coi như nói tiếng nào thì ông ở miền đấy, ông ấy già, ông có quyền kệ ông đi. Dạ, bác ơi, cháu mời bác ngồi đã. Dạ, dạ, tôi về. Thôi, vì Thắng, ngồi nói chuyện với sếp Thắng tí, đi. Dạ, cháu có nghe kể về bác rất nhiều. Và cháu thật sự ngưỡng mộ cái sự hiểu biết của bác. Và bác giỏi quá. Thế thì cháu, thật ra cháu chỉ nghĩ có mấy điều thôi. Cháu thưa với bác thế này ạ. Là cháu nghĩ là bác thì lớn tuổi rồi. Mà bây giờ công nghệ 4.0 nó phát triển. Bác không nên để trong đầu bác cái ý nghĩ nó hủ tục, nó cổ điển quá. Ví dụ như ngày Tết thì nó cũng phiên phiến thôi. Con cháu thì gặp nhau lúc nào được thì gặp. Các cụ tổ tiên của mình, mình có mâm cao cỗ đầy các cụ cũng chả sơi được. Thế cho nên nó phiên phiến thôi. Bác ở đây bác giúp cho gia đình mới là cái quý. Đây này, chủ cả người ta quý như thế này. Một năm trả cho đến 15-16 tháng lương. Cháu nghĩ rằng bác không nên làm việc quá nhiều. Con cái bác phải lo cho bác, nhất là những lúc này. Đấy, bác đẻ cho lắm vào. Thế bây giờ con cái bác đâu? Cháu ơi, bác ấy được có mỗi đứa con gái thôi. Mà đến mấy năm rồi bố con có gặp được nhau đâu. Không? Một đứa thì mới phải lo nhiều. Một đứa là phải có trách nhiệm hơn nhiều đứa. Chính ra có một đứa nó mới là quý. Mà con bác là như vậy, cháu thấy nó không được. Nó là không tốt. Và nó không quan tâm đến bác. Và như vậy ấy, có nghĩa là bác là vô phúc đấy. Ê chết, kìa sao em lại nói. Thank you.
cháu nó nữa. Sao mẹ lại nói thế? Tôi xin lỗi. Chị Hiền ơi, em là người bố vô phúc của chị đây. Ôi giời ơi, ôi giời. Là thế nào? Sao thầy lại làm cái việc này? Sao thầy lại đi làm ô xin cho nhà người ta? Thầy, thầy có biết là con là sếp của Thắng không? Mà thầy lại vào đây, thầy ở đây 4-5 năm trời thầy làm ô xin cho người ta. Mặt con để vào đâu? Thầy, thầy có quan tâm đến cảm xúc của con không? Thầy có nghĩ rằng thầy làm như vậy là mất mặt con không? Thầy có nghĩ đến cảm xúc của con không? Tại sao thầy lại đi làm ô xin? Chị Hiền ạ, tôi vẫn còn khỏe, tôi phải đi làm kiếm đồng ra đồng vào. Chị có nghĩ rằng mấy năm trời nay có những hôm tôi không ngủ được, tôi nhớ con tôi lang thang một mình 4 năm. Chị có lúc nào chị nhớ đến tôi không? Thầy, chính con, con mới là người đang uất ức đây này. 4 năm trời nay không bao giờ con gọi điện cho thầy mà thầy nói là thầy cần con không? Người ta nói là con gái thì thương cha, mà 4 năm nay chị không gọi điện. À, chị có gọi điện nhưng mà chị không về nhà. Tôi không cần cái gì cả, tôi chỉ cần có gia đình, có con cháu. Cái tôi cần chị không biết được đâu. Chị ơi, tôi đã già rồi, tôi cần xô ngọt cháu con của tôi. Chị ơi, tôi đã già rồi, tôi thèm quanh quần xóm thôn của tôi. Chị ơi, quê nhà xuân về, người người nô nức, mà sao ở đây xuân về vắng vẻ. Thầy ơi, thầy nói thế ta khiến con nghẹn nghẹn mặt cay lê xa. Nhiều khi cuộc sống xa hoa, bước chân thành thì cách chia người ta. Thầy ơi, bây giờ con về nhà mình lối cũ, vườn xưa mùa xuân đã về trước thềm. Chờ nhé quê mình, cánh đào chớm nở cúc vàng chén bông. Chờ nhé quê mình, từng đàn nến nhỏ liệm trao trên sông. Này con, nơi ấy thân thương, quê hương ân tình một đời. Thầy ơi, bao tháng năm xa, hôm nay con trở về nhà. Thầy ơi, con hiểu rồi. Thầy bây giờ đâu có cần tiền tài vật chất, mà thầy cần các con, thầy cần các cháu. Con xin thầy, thầy tha lỗi cho con biết rồi. Thôi cứ đứng lên đi con, đứng lên rồi nói. Ừ. Đấy. À mà thầy, đấy, nói xong con lại tức quá cơ. Con nghĩ ra rồi, nhớ ra rồi. Hàng tháng con có gửi tiền vào tài khoản cho thầy, gửi nhiều là đằng khác. Thầy sống dư giả, không thiếu thốn gì. Công nhận với con không? Con có gửi tiền đúng không? Chứ sao thầy lại đi làm ô xin, con không hiểu nổi. Thì chị gửi cho em,
Em là như chó giữ nhà cho chị ấy. Chị có cho cái mật khẩu đâu mà em mở được. Ôi, khổ. Nó không cho cái mật khẩu em mở có mở được đâu chứ này. Mẹ thôi chết rồi. Quán chó trong nhà xong rồi ai hỏi xong này bỏ lên tầng 4 ấy, xong rồi ở đây em đen trong nhà em gọi con em xuống. Trời ơi, còn lại con lỗi nữa rồi rồi ạ. Sao con ẩu thế nhỉ? Con không hiểu sao thế, con bận nhiều việc ấy mà. Chính ra thầy nhắc con cái, thầy bảo là cho tao cái mật khẩu. Thế là con nhớ ra, chứ con nhiều việc như thế, làm sao mà con nhớ được cái tiểu tiết đấy được. Thầy công nhận không? Cái tiểu tiết của chị, nhưng mà là cái sĩ diện của những người già, các bác nhỉ, không ai đi xin tiền con, phải tự đưa chứ. Ai này đi xin tiền. Con hiểu rồi. Mẹ cái đứa nó có tâm thì đẻ ra cái là có tâm. Còn có cái loại già bạc đầu mà không có tâm nó vẫn không có tâm. Thầy, con đã xin lỗi rồi, con hiểu rồi và con biết lỗi lắm rồi. Con xin hứa với thầy thế này này, năm nay ấy là con sẽ lấy chồng. Để cho thầy yên lòng nhá. Xong con sẽ đẻ cho thầy mấy đứa cháu. Đấy, thế chứ không đẻ không đẻ. Mày cứ đái ồ thì nhục lắm. Mày thế mới thấy nó được. Để đấy tắm vui gì đấy. Để tôi dạy con thôi. Mày cũng phải lưu ý nhá Thắng nhá. Chứ con già lắm rồi đấy mà chả có cháu cho mẹ gì cả. Đấy thì đấy. Cố tình đấy. Năm nay con hứa với mẹ con cũng lấy vợ. Không, đây đang nói trước mà, đang nói với thầy trước. Thầy ơi thầy, thế bây giờ con sẽ chiều theo ý của thầy là để chuộc lỗi ấy. Thì Tết năm nay hay là thầy đi du lịch với con, hoặc không thầy thích về quê thì con cũng về quê với thầy. Bây giờ đi về luôn. Về quê? Thế thì còn 4 cái tiệc nữa. Nếu mà em đi thì anh lấy xe ô tô anh chở em đi. Giờ ơi, giờ này lại còn nhắc cái tiệc làm gì nữa. Tôi cũng có xe. Không phải một mình anh có xe. Mình nhà anh có xe, nhà người ta có xe. Mình tưởng như ở mình nhà xe. Chăm cho mẹ già đây này. Ôi trời, mẹ con xin lỗi mẹ, con quên. Mẹ ơi. Mẹ đây. Thôi. Sao mẹ? Để bác Hình với cả Hiền về quê nhá. Con sẽ làm ô xin, con hầu hạ mẹ, được chưa? Ôi trời ơi, con còn sự nghiệp của con nữa, sao lại làm ô xin cho mẹ là thế nào? Yên tâm, sự nghiệp của con có thể con bỏ. Kể cả là bạn gái của con có... Bạn gái thì không thể bỏ được Hiền nhỉ? Đúng rồi, không đấy, bỏ đấy, được, bạn gái. Này. Hình ơi, thế bây giờ Thắng nó có hiếu thế thì em ơi, mừng quá, không biết làm nào. Thế tôi xin có ý kiến này. Hôm nay tất cả hai gia đình là đi về quê làm cái lễ gia tiên. Ô, sao lại phải làm lễ gia tiên ở nhà Hinh làm gì? Ồ, thì bây giờ cứ thắp hương khấn các cụ, thì các cụ chấm ai thì chấm. Ví dụ như chấm là con tôi thì lấy con bà, mà thần bùa mua gió cụ bà lại lấy cụ ông. Có thế thôi à. Về nhá. Con ơi ta về quê ta đón xuân tôi. Tôi xin đưa bà cùng bố con tôi về quê mình Tết vui hơn, về quê mình sống bên nhau, cành mai cành quất ra hoa, cành bên cành đào, cùng nhau về với quê hương, bà con trong xóm thân thương, dù cho một nắng hai sương tình thân đậm đà. Thôi bây giờ chào các bác, bây giờ về nhanh để muộn. Chào các bác, đi về đi. Bác ơi. Khoan, cho cháu đại diện này. Tầng lớp 4.0 ra chào khán giả với. Tấm thân nhỏ bé này xin đại diện cho tất cả các nghệ sĩ Vân Béo, Lanh Tanh Bành, Xanh Xanh Giòn, Thắng Mũi To và Sơn Hâm. Xin gửi tới tất cả quý vị, những khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài, một lời chúc sức khỏe và lời chào sum họp chúc mai một nhà. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. PQA ích khí thăng dương dùng cho phụ nữ bị sa tử cung. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép sản xuất và lưu hành toàn quốc, được cấp giấy chứng nhận đã đăng ký với FDA Hoa Kỳ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dioasimin, tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon. Dioasimin, tiêu hóa khỏe để trẻ ăn ngon. Dioasimin, giúp cân bằng được hệ vi sinh.
thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bio Acimin Gold được các mẹ tin dùng suốt hơn một thập kỷ, giúp bảo vệ trẻ khỏi rối loạn tiêu hóa, biếng ăn. Bio Acimin, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. Siro Pequia, thông thoáng đường thở cho người khó thở, dùng cho người ho hen, hen suyễn, hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia. Siro Pequia nhân sâm bổ phổi, hỗ trợ bổ phế, long đờm, thông thoáng đường thở cho người ho hen, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, sản phẩm đạt chuẩn GMP của dược phẩm Pequia. Sun Info, vẻ đẹp từ chất lượng. Nào, xin mời quý vị HD Collagen Drink. Quý vị ơi, Collagen Peptide 11.000mg có nguồn gốc từ cà và được chiết xuất từ mầm của hoa sen, hoa hồng và cây tẩm xuân. Collagen ở dạng nước, khả năng hấp thụ vào cơ thể của chúng ta sẽ lớn gấp 3 lần so với viên nén uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao, giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Mát lắm, nhẹ lắm, rất dễ uống. Sản phẩm HD Collagen Drink được sản xuất từ Nhật Bản, độc quyền do công ty Nhật Vi phân phối. HD Collagen giữ mãi tuổi thanh xuân. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương. Để trái tim khỏe, Khanh uống X Tâm Khang mỗi ngày. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe X Tâm Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp, đau ngực, hỗ trợ giảm sơ vữa động mạch, cholesterol ở người bị tim mạch, suy tim. Bé nhà tôi ra bị nổi mẩn. Cha lo lắng nhiều, dù thì đau hơn đất sau nắng. Có ngày su bạc, dù bị bỏng viêm da cơ địa. Gel su bạc giúp làm dịu da, giúp kích thích tái tạo tế bào da, ngăn ngừa sẹo dù thì đậu hay côn trùng cắn. Có su bạc sẽ giữ hay thôi. Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên trên sân khấu chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của ba ngôi sao đình đám trong một tiết mục. Thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức ca khúc Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non của nhạc sĩ Giao Tiên qua ba giọng hát: Quang Lê, Mạnh Quỳnh và Băng Kiều. Về 10 năm xa vắng, anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em? 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang túi hoa niên làm kiếp lưu đày. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lâu xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em?
còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lâu xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ. Sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Thiên nắng và chiều anh mùa xa, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng. Người em yêu tìm kiếm trong cuộc sống, bước vẫn tung tăng bay la đà. Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Sau hai con từng lá rơi và nắng hai chiều màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dù ta say trong biển khơi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chiều tia nắng về trong anh mùa xa. Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm quân trong cuộc sống, bước vẫn tung tăng bay la đà. Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin lặng gió heo bay, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Nơi sâu hay cuốn từng lá rơi và nắng hay chiều màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dân chơi vơi dù còn ta say trong biển khơi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bước vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. La 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 la. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những nhà tài trợ đã đồng hành cùng với Xuân Phát Tài lần thứ 13. Xin cảm ơn nhãn hàng Bio Asimi, nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần dược phẩm PQA, nhà tài trợ Kim Cương, công ty kính mắt Việt Tính. Xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm TV Form, công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy Advin. Xin cảm ơn công ty cổ phần Info Việt Nam. Xin cảm ơn viện thẩm mỹ Thiên Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu.
ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống và tổ chức sự kiện Nguyên Đình. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaitachi Group. Áo dài Eo Việt. Và công ty HD Collagen. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị khán giả đã đến với chương trình Xuân Phát Tài 13. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong thời gian gần đây nhất. Thưa quý vị, xin được cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Quý vị có thể giây phút này chụp những bức ảnh lưu niệm ạ. Xin chân thành cảm ơn. Sản phẩm của dược Việt Đức. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nay đã có Bio Asimin Fiber với chất xơ tự nhiên Synergy One và Men Vision, đặc chế dành cho trẻ táo bón. Bio Asimin Fiber và Bio Asimin Gold, bộ đôi sản phẩm bảo vệ hệ tiêu hóa bé yêu. Năm nay là năm thứ 13 của Xuân Phát Tài, và sau một cái năm mình ngưng bởi vì dịch bệnh Covid thì bây giờ mọi chuyện nó đã ổn định rồi. Thì Linh trở lại với Xuân Phát Tài với một cái tâm thế là giống như cái ngày đầu. Và cái sự ủng hộ của khán giả đối với Xuân Phát Tài vẫn hừng hực khí thế, và khi diễn ở trên sân khấu rất là sung. Mong khán giả Xuân Phát Tài luôn luôn ủng hộ anh như những ngày đầu tiên. Còn Mạc Văn Khoa, đây là lần đầu tiên tham gia Xuân Phát Tài, chắc chắn phải có rất nhiều cảm xúc rồi, và cảm xúc khác hẳn với cả nghệ sĩ Hoài Linh rồi. Và bây giờ cảm xúc của Khoa thấy thế nào nhỉ, sau khi biểu diễn tiếp mục xong? Thì lúc mà diễn xong thì có hỏi chú là ok không, thì chú nói ổn. Một cái là lúc đấy là mình rất là vui và hạnh phúc ạ. Đây là lần đầu tiên được diễn trong Xuân Phát Tài, được gặp quý vị khán giả ngoài Bắc và gần quê hương. Và một cái nữa là lần đầu được diễn Xuân Phát Tài với lại chú ạ, là cái mà rất là nhiều kỷ niệm. Và quan trọng là diễn xong và chú nói ổn là hạnh phúc. Sướng lắm mọi người, sướng lắm ạ. Đấy, cuộc đời nghệ sĩ chỉ thấy các bậc đàn anh, đặc biệt là khán giả thấy ổn, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Nếu sang năm có dịp lại kết hợp với chú Hoài Linh nữa thì em có sẵn lòng không? Dạ, em sẵn sàng để dành lịch một năm chỉ chờ chú kêu ạ. Ghê ạ. Anh này nó kéo mồm lắm. Thật nhá. Nó kéo mồm lắm. Thế bây giờ, hai cô cháu... nhìn anh nó sợ lắm. Dạ, hai cô cháu có lời chúc gì tới quý vị khán giả Xuân Phát Tài không ạ? Con chúc đi. Con chúc quý vị khán giả có một năm mới dồi dào sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều tiếng cười ở mọi lúc mọi nơi ạ. Vâng, Linh cũng kính chúc quý vị một năm mới được tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn bình an, thành công trong cuộc sống. Và hy vọng rằng mọi người ở Hải Dương, nhất là ở Chí Linh á, là ủng hộ cho Mạc Văn Khoa thật là nhiều, để sang năm cậu ấy xuất hiện trong Xuân Phát Tài nhiều nhiều hơn nữa, giống như Linh này. Linh đu gần 13 năm rồi đấy với Xuân Phát Tài. Ông chủ Hoa Dương thì có lời nói như nào với khán giả nhỉ? Tôi hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên sau 13 năm ở trong hậu trường. Có bao giờ được phỏng vấn đâu. Đúng rồi, lần đầu tiên. Chứ nói như thế này ạ, đơn giản nhất, Dương chỉ thay mặt công ty Hoa Dương và những người sản xuất chương trình này gửi lời cảm ơn tới tất cả những quý vị, những khán giả yêu Xuân Phát Tài, cũng như những khán giả ngoài Xuân Phát Tài. Hy vọng rằng là sau 13 này sẽ tu nạp thêm và mời thêm được nhiều khán giả nữa. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, và hy vọng hạnh phúc đó sẽ thêm cho Xuân Phát Tài lần nữa. Cảm ơn quý vị. Và hy vọng mọi người là đón Xuân Phát Tài. Chúc anh Thắng và gia đình có một năm mới thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, luôn có nụ cười nở trên môi, và năm nay không phải là năm kinh tế buồn nữa. Cảm ơn anh.
Lần này cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều lần tham gia Xuân Phát Tài thì mình được diễn đầu tiên. Cái lần đầu tiên nó vinh dự và nó quan trọng như nào? Ngay cả cái lần đầu tiên về nhà chồng nó cũng khác, lần đầu tiên trong đêm tân hôn nó cũng khác, mà là diễn lần đầu. Ô, có đúng không nhỉ? Cái này như nhà chồng bao giờ? Kiểu ý tức là mình nhấn mạnh về cái vấn đề lần đầu tiên ấy là nó quan trọng như nào. Chính vì vậy là không ở đây nói phét nữa, đi ra kia mà thoại lại đi. Sau ra sau đây là chúng tôi sẽ đóng một tiểu phẩm mà ở đó tôi đóng vai chính. Vâng ạ, hai rất là vui tính. Chúc hai anh có một năm mới thật là bình an và hạnh phúc. Yeah. Và em biết rằng lần đầu tiên anh được biểu diễn ở trong một cái sân khấu mà có cả nghệ sĩ của hai miền Nam Bắc. Cảm xúc của anh chắc là đặc biệt, và anh có thể nói ra cái điều đặc biệt đó được không ạ? Thực ra thì đã là nghệ sĩ thì anh em nghệ sĩ người nào ai cũng hòa đồng rất là vui. Thật ra thì mình cũng trình diễn những cái chương trình mà có ca sĩ ở nước ngoài hải ngoại về cũng như trong nước. Không những là Xuân Phát Tài mà những chương trình đại nhạc hội khác mình cũng đều có tham gia. Thì mọi người thấy anh em người nào cũng hòa đồng và rất là vui và rất là nhiệt tình. Thì đó là một cái điều mà mình rất là vui. Chúng ta không có phải phân biệt đâu. Ca sĩ hải ngoại hay ca sĩ trong nước, đó là mình tất cả mình đều phục vụ cho khán thính giả, phục vụ cho nghệ thuật. Dạ vâng ạ, cảm ơn ca sĩ Mạnh Quỳnh và xin được chúc anh và gia đình có một năm mới thật bình an và hạnh phúc ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ. Thật sự đây là lần đầu tiên mà em tham gia vào Xuân Phát Tài số thứ 13. Cảm xúc lúc này thì em không biết nói nhiều hơn là ngoài cái việc là đặc biệt thì mình không nói rồi, với Xuân Phát Tài thì quá nhiều thứ đặc biệt rồi. Nhưng em cảm thấy rất là thú vị nè, vui và hạnh phúc vì được diễn trong một cái chương trình rất là hoành tráng và nhiều nghệ sĩ lớn như thế này. Quan trọng hơn là chắc chắn rằng Xuân Phát Tài luôn luôn đem đến những tiết mục, ngoài những tiết mục kịch và những tiết mục hát rất là hay gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả. Và đặc biệt ngày hôm nay cũng sẽ rất là nhiều tiết mục đặc biệt, tại vì em tập hồi trưa em cũng đã thấy, hy vọng rằng là sẽ có một cuốn Xuân Phát Tài 13 thật là thành công, đại thành công và khán giả sẽ thật là yêu mến. Và hôm nay phải nói là một chương trình rất là hay và những vở hài kịch phải nói là xuất sắc, coi như là bi hài chung, coi rất là cảm xúc, mà cười cũng có mà nước mắt trong tiếng cười cũng có. Nói chung lại là năm nay có những tiểu phẩm rất đặc biệt. Tôi quan sát là buổi sáng nay học viện thì Quang Lê bỏ lại sân khấu rất là muộn. Lý do tại sao vậy? Lý do là bởi vì mình muốn xem những cái tiểu phẩm hài và mình muốn xem đồng nghiệp mình hát. Và tôi nghĩ rằng nếu mà anh Dương không gọi thì đánh lẽ Quang Lê phải biết mấy anh gọi là bao giờ làm, bởi vì là chương trình như là cuối năm Quang Lê nói là được hội tụ các nghệ sĩ của hai miền Nam Bắc đúng không? Và một lần nữa xin cảm ơn Quang Lê và chúc Quang Lê và gia đình có một mùa xuân mới thật bình an và hạnh phúc. Dạ. Mong anh có một lời chúc với quý vị khán giả nhân dịp Tết Nguyên Đán năm nay ạ. Bằng Kiều xin kính chúc quý vị khán giả khắp nơi một cái mùa xuân, một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là bình an và phát tài, phát lộc, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn anh và xin thay mặt cho khán giả Xuân Phát Tài chúc anh Kiều và gia đình có một năm mới thật bình an và hạnh phúc. Cảm ơn. Yeah. Đây là lần đầu tiên em tham gia một cái chương trình mà có nhiều nghệ sĩ lớn, các nghệ sĩ gạo cội như này nên là khá là hồi hộp. Lúc mà ở trong phòng chờ thì các cô chú anh chị cũng rất là vui nên là cũng đỡ căng thẳng một tí. Các bạn có một lời chúc gì đó dành cho khán giả của Xuân Phát Tài 13 không nhỉ? Đúng như cái tên gọi của chương trình ấy, mong rằng mọi người sẽ có một mùa xuân thật là phát tài và thật nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc để chúng ta có thật nhiều năng lượng cũng tích cực cho năm tới. Yeah, chúc mừng năm mới. Chúc cho Đà Lạt sức khỏe và có nhiều show. 2, 3. Yeah. Năm nay chính thức là cái năm đầu tiên Hàm đến với Xuân Phát Tài. Và lần nào đầu tiên thì nó cũng có những cái bỡ ngỡ và những cái hồi hộp cho bản thân mình và cho toàn bộ cái sự làm quen với ekip và chương trình. Và năm nay thì Hà đã mang đến một bài hát rất là mới để mà gửi tặng cho khán giả đặc biệt của Xuân Phát Tài. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến bài hát này. Quang Hà có một lời chúc dành cho khán giả Xuân Phát Tài nhân dịp năm mới. Hà nghĩ rằng là tất cả những tiết mục trong đêm hôm nay đều là những tiết mục rất là đặc biệt, được chất lọc rất là kỹ lưỡng của ban tổ chức. Và đó là cái lời cảm ơn của ban tổ chức lớn nhất đến với toàn thể khán giả của Xuân Phát Tài. Và một lần nữa Quang Hà là một trong những người nghệ sĩ mới của Xuân Phát Tài xin được kính chúc tất cả quý vị một năm mới. Trước tiên là sức khỏe, thứ hai là nhiều điều may mắn và một năm phát tài phát lộc và
và sự may mắn trong cuộc sống. Thay mặt cho khán giả Xuân Phát Tài chúc bà Quang Hà gia đình có một năm mới bình an và hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn. Nói chứ Hồng Vân xin được chào quý vị khán thính giả của Xuân Phát Tài 13. Cảm ơn tất cả mọi người đã gọi là ủng hộ cho Xuân Phát Tài 13 năm nay. Bởi vì chưa có năm nào diễn mà sân khấu thừa một chỗ cả. Cho nên là cho đến hôm nay thì thậm chí là cái lần thứ 13 này là bán vé trước hết nửa tháng luôn. Nửa tháng mà Vân muốn mua hai vé cho người nhà mà còn không có cơ. Đấy. Đó là niềm hạnh phúc với cả các nghệ sĩ. Quá là hạnh phúc luôn ạ. Thế còn... Xin chào quý vị khán giả của Xuân Phát Tài 13. Của Xuân Phát Tài nói chung, xin chúc quý vị có một năm mới tràn ngập niềm vui và sức khỏe. Mong quý vị yêu Xuân Phát Tài 13 cho đến 100, 100, 130 rồi 1.300, yêu mãi như thế, yêu mãi các nghệ sĩ như thế. Bao giờ không thể thôi. Và xin thay mặt cho khán giả của Xuân Phát Tài xin chúc các hai nghệ sĩ luôn luôn có sức khỏe, bình an và hạnh phúc một năm mới. Thật là cố nghỉ. Yeah. Chào tất cả những khán giả thân yêu của Xuân Phát Tài 13, chuẩn bị sang năm mới rồi, năm Mão. Xin gửi tới tất cả quý vị thì đã có sức khỏe rồi, phải khỏe hơn nữa. Và phát tài, phát lộc, phát vinh hoa, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc cho mọi người thật khỏe, khỏe và khỏe. Quá tuyệt vời, xin chúc nghệ sĩ Xuân Hinh và gia đình có một năm mới thật là bình an và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn. Xin chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, đa lộc đa tài, đa phú quý, đắc thời đắc thắng, đắc nhân tâm. Xin cảm ơn. Ôi quá tuyệt vời. Chị thích cái tiết mục nào nhất ở trong chương trình? Chị rất là thích cái tiết mục của Xuân Hinh. Vâng. Với cả tiết mục của anh Xuân Bắc với cả anh Tự Long. Vâng. Tức là cái tiết mục của anh Xuân Bắc Tự Long thì nó rất là đời thường hiện tại và bây giờ, của anh Xuân Hinh với chị Hồng Vân. Vâng. Với cả anh Quang Thắng với chị Thu Hiền thì mới cả anh Sơn thì nó là mang đến đậm chất cho cái gia đình và hiện tại và đây để sự hài hước. Hôm nay là một cái buổi xem chị thấy là rất đầy là cảm xúc và ý nghĩa cho một cái mùa xuân mới chuẩn bị đến và sau 2 năm mà Covid được phải dừng chiếu như này đầy một buổi đầy vui vẻ ý nghĩa. Xuân Phát Tài 13 năm nay rất là phong phú về các cái chủ đề và rất là tuyệt vời. Nói chung là làm mọi người có những cái bất ngờ rất là đặc biệt, những cái tiết mục hài. Em thích Quang Lê Mạnh Quỳnh. Thế còn tiểu phẩm hài? Tiểu phẩm hài thứ 3 của Xuân Hinh rất ý nghĩa và cũng giáo dục các con cái có hiếu với cha mẹ. Có cảm xúc gì khi xem Xuân Phát Tài ạ? Vâng, hôm nay xem chương trình rất là hay và đặc biệt. Vâng, cho nên là khán giả cũng cảm thấy là phấn khởi và rất là yêu thích chương trình này. Mặc dù là rất bận bội nhưng vẫn mất nhiều thời gian để đến tham dự và tham gia là xem Xuân Phát Tài. Mong Xuân Phát Tài ngày càng phát triển lên mạnh hơn nữa. Và thực sự là hôm nay đã đi xem cái chương trình Xuân Phát Tài thấy cảm thấy rất là hoành tráng. Sân khấu cũng rất là đẹp, lung linh và mỗi một cái chương trình, mỗi một cái chủ đề của Xuân Phát Tài nó đều rất là có ý nghĩa. Nhất là những cái dịp mà cuối năm hoặc là những dịp đầu năm mới khi mà được xem những cái chương trình như thế. Mình cảm thấy Xuân Phát Tài năm nay rất là đa sắc, rất là hay và rất là bổ ích. Vâng. Thế cô thích cái tiết mục nào nhất? Thích, có thể chọn một cách ngẫu hứng. Mình mà cả nhà gia đình nhà mình vẫn thích nhất tiết mục của Mạnh Quỳnh và tiết mục có sự xuất hiện của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và tiết mục thứ hai nữa là tiết mục của Xuân Hinh. Tiết mục thanh xuân của ban nhạc Vala. Tiết mục hài thì em rất là thích chú Xuân Hinh và cô Hiền. Là từ bé em đã hâm mộ rồi, còn ca sĩ thì ca sĩ nào cũng yêu thích, nhưng mà thích nhất anh Mạnh Quỳnh ạ. Hải ngoại em đã từ lúc em 5 tuổi em đã rất là thích anh đấy rồi. Phải nói là rất là vui khi mà được gặp rất là nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng ngày hôm nay. Chị có cảm xúc như nào về chương trình ngày hôm nay ạ? Chương trình ngày hôm nay em thấy rất là hay ạ và đặc sắc, đặc biệt là tiết mục cuối của nghệ sĩ Xuân Hinh ạ, Hồng Vân và Quang Thắng, em thấy rất là đặc sắc. Và cũng sắp đến năm mới rồi thì chúc mọi người có một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp rất nhiều niềm vui ạ. Chúc chị và gia đình có một mùa xuân mới thật bình an và hạnh phúc ạ. Và sang năm có Xuân Phát Tài có đi xem nữa không? Chắc chắn là sẽ đi xem rồi ạ. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn ạ. Thưa quý vị, Xuân Phát Tài
thì nghệ sĩ có người diễn thường xuyên, có người thay đổi, có nghệ sĩ mới tham gia. Nhưng điều quan trọng là anh Cao Dương của Xuân Phát Tài luôn luôn tìm đến những đạo diễn tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật để mang lại món ăn tinh thần phải tươi, mới, phải hấp dẫn. Và tất cả những điều đó là một tập thể, một ekip rất là chuyên nghiệp. Thanh Bạch rất là vui để cùng Jennifer Phạm lần này Xuân Phát Tài lần thứ 13 đồng hành và cùng chia sẻ niềm vui với mọi người nhân dịp xuân về, Tết đến và năm con mèo. Hy vọng rằng sẽ con mèo nó hơn con cọp ở chỗ mặc dù nó bé, nhưng con mèo tính theo vai vế nó là gì của con cọp. Cho nên tất cả những gì con cọp làm chưa được, con mèo sẽ là năm tiếp theo để làm nốt lại những công việc đó càng ngày càng tốt hơn. Mọi người sẽ vui vẻ hơn và hẹn gặp lại Xuân Phát Tài vào ngày mùng 2 Tết trên kênh truyền hình Quốc hội. Và xin thay mặt cho khán giả của Xuân Phát Tài cũng như những khán giả theo dõi chương trình, xin được chúc nghệ sĩ Thanh Bạch và gia đình có một mùa xuân mới thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc ạ. Quay về 10 năm xa vắng, anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em? 10 năm hận cù chiếu trong tim, ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tuổi hoa niên làm tiếp lưu đày. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh, mẹ lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Bóng ta ngã trên lưng đồi cỏ non, gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh. Ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sông ta thương mến, soi bóng chung đôi như ngày ấu thơ. Sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về, về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh, men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về.
thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt nhau về. Cùng nhau về với quê hương bà con trong xóm thân thương, dù cho một nắng hai